Vào một đêm mưa gió bão bùng, trên biển Địa Trung Hải có một con thuyền đang lênh đênh. Những người ngư dân trên thuyền sau khi làm vài ván bài sát phạt nhau thì một người ra khỏi thuyền kiểm tra lại con thuyền một lần nữa trước khi đi ngủ. Bỗng anh ta phát hiện một vật nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn kỹ đó là một xác người. Ngay lập tức cả thuyền được huy động để đưa người này lên, trong khi cả bọn đều có cảm giác ghê sợ vì vừa vớt được cái xác thì bỗng nhiên cái xác đó đưa tay lên khiến ai nấy đều kinh hãi. Sau giây phút bất ngờ, họ phát hiện cái xác chưa chết, lập tức họ đưa anh ta vào trong và chiếc bàn dùng để chơi trò đỏ đen vừa nãy trở thành bàn phẫu thuật cho người này. Một người có kỹ thuật y tế đã rạch những vết thủng ở áo anh ta ra và dùng đồ nghề của mình gắp được hai viên đạn trên người đàn ông này. Sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật thì ông ta lại thấy trên mông người này có một vệt nhỏ, dường như có thứ gì đó bên trong. Tiện dao ông ta rạch ra và lấy ra được một vật hình trụ bằng sắt. Sau khi rửa đi, ông ta soi vật này dưới kính lúp thì nó bất ngờ phát sáng như đèn pin. Ông ta soi vào bờ tường thì thấy hiện lên một dãy những con số, hóa ra đó là một dãy số thẻ ngân hàng và tên của ngân hàng đó. Chưa kịp hiểu vì sao người này lại giấu thẻ ngân hàng vào mông đít thì bất ngờ anh ta tỉnh dậy theo bản năng, tưởng có nguy hiểm liền định tấn công người ngư dân kia. Nhưng sau khi biết được mạng của anh ta là do ông ấy và những người trên tàu cứu, anh ta mới bình tĩnh trở lại. Nhưng khi bình tĩnh lại, anh ta không nhớ chuyện gì xảy ra, vì sao anh ta lại trúng đạn và vì sao lại ở đây. Cả cái tên cúng cơm cha mẹ đặt cho anh ta cũng không nhớ nổi là gì. Những ngày sau đó, để kiếm ăn qua ngày, anh ta tham gia vào việc đánh cá của những ngư dân, thỉnh thoảng tập hít xà đơn để rèn luyện sức khỏe. Những lúc rảnh rỗi, anh ta thường nói chuyện với chính mình để nhớ ra mình là ai. Nhưng suốt 2 tuần lênh đênh trên biển, anh ta cũng chẳng nhớ ra cái chết tiệt gì cả. Vậy anh ta là ai? Vì sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Mời các bạn cùng theo dõi hết bộ phim Điệp viên mất tích này nhé! Suốt thời gian 2 tuần cùng những ngư dân, anh chàng này vẫn không nhớ nổi mình là ai. Nhưng thuyền cũng đã cập bến, anh ta phải rời đi để tìm lại chính mình. Người đàn ông phẫu thuật cho anh đã đưa cho anh ta một chút tiền đủ để anh ta đi đến Thụy Sĩ, nơi có mã ngân hàng giấu trong mông của mình. Anh tạm biệt và gửi lời cảm ơn ông ấy trước khi rời đi. Đến nơi mọi thứ trong mắt anh đều xa lạ, không người thân, không bạn bè, không giấy tờ, không một chỗ ngủ. Anh đành phải coi trời là nhà, công viên là giường ngủ. Nửa đêm tuyết rơi đầy trời, không có nhà, tiền cũng không có, nên anh ta phải cuộn tròn trong chiếc áo khoác duy nhất nằm trơ vơ giữa công viên lạnh lẽo, chợp mắt qua đêm. Nhưng nửa đêm có hai cảnh sát đi tuần trông thấy anh đang ngủ, mà nơi này ban đêm không cho ai vào nên họ đuổi anh đi. Anh nói rằng tôi chẳng có gì, tôi chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng lời thỉnh cầu của kẻ vô gia cư như anh cũng không nhận được sự thương xót của họ. Một trong hai người cầm gậy thọc vào áo anh, bản năng mách bảo anh liền bật dậy bẻ tay cả hai, rồi đánh ngất họ và cướp súng. Cái gì anh cũng quên nhưng riêng khoản võn vẽ này anh lại nhớ rất dai. Vì không muốn to chuyện nên anh liền vứt súng lại rồi co giò bỏ chạy. Sáng hôm sau tuyết vẫn rơi dày trên các con phố. Khi ngân hàng mở cửa, anh lò dò bước vào bên trong. Bộ dạng anh như kẻ ăn trộm khiến nhân viên ngân hàng cũng chú ý. Anh cung cấp dãy số mình có cho nhân viên ngân hàng. Sau khi trải qua một loạt các bước xác minh, họ đưa anh vào một căn phòng kín và mang một vali đến cho anh. Mở vali, anh thấy một số đồ đạc, hai khẩu súng và một hộ chiếu bên trong. Đúng là mình rồi, anh hạnh phúc vô cùng. Giờ thì anh đã có tên. Tên anh là Bonner Yeson, một người Mỹ sống ở Paris. Nhưng xui cho anh là khi lật lớp bên dưới, anh lại thấy một mớ hộ chiếu giả khác nữa. Cùng nhiều tiền, cái nào cũng có tên anh, nhưng mỗi quốc gia lại là một cái tên khác nhau. Giờ này anh lại càng hoang mang, sao mình lại lắm tên thế, lắm quốc tịch thế? Vậy thực chất mình là ai, mình làm việc gì? Không nghĩ nhiều, anh liền lấy hết tiền và đồ dùng bỏ vào một cái túi màu đỏ, chỉ gửi lại khẩu súng và rời đi. Nhưng anh không biết mình khi rời đi có một kẻ đã ở đó và hắn liền gọi điện cho ai đó theo dõi anh. Có được tiền và hộ chiếu trong tay, Bonner ra phố tự tin hẳn. Anh đến một bốt điện thoại công cộng gọi cho tổng đài nhờ họ lần theo tên mình để lấy số điện thoại và số nhà. Khi đã có tên và số điện thoại, anh tiếp tục rời đi. Nhưng đi được một đoạn, anh mơ hồ nhận ra có kẻ đang theo dõi mình. Anh liền nhanh chân sang bên kia đường. Nhờ có hộ chiếu Mỹ, anh chui vào được trong đại sứ quán Mỹ. Và được đây thì những kẻ theo đít anh không làm được gì, vì dù sao thì đánh chó phải ngó mặt chủ. Anh tạm thời an toàn. Lúc này đang ngơ ngác như rắn mất đầu thì anh thấy có một người phụ nữ đang không ngừng đấu võ mồm với nhân viên đại sứ quán về việc họ không cấp giấy tờ cho cô ta, mặc dù cô ta đã cất công đến đây nhiều lần. Sau khi hóng được vụ drama này chán thì anh lại đi vào bên trong, bỗng nhiên có một người đàn ông cất tiếng. Người đeo túi đỏ dừng lại, người đeo túi đỏ dừng lại. Người này có súng nên Bonner đành phải giơ tay lên đầu hàng, nhưng khi hắn vừa đến nơi thì anh nhanh tay vật ngã hắn và lấy được súng. Tất cả mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Anh liền tranh thủ thời cơ cầm túi bỏ chạy. Trên đường chạy trốn, anh giấu khẩu súng đi và đánh gục một nhân viên an ninh, đồng thời lấy luôn bộ đàm của người này và gỡ một tấm bản đồ thoát hiểm. Nhờ có bộ đàm trên tay của nhân viên an ninh, Yeson biết được vị trí mà họ đuổi theo mình nên anh thong thả vừa đi vừa tránh được sự truy đuổi. Sau đó anh chạy đến một cánh cửa có ghi chữ không phận sự miễn vào, phá được khóa ra ngoài thì đó là một cửa sổ không lối thoát. Anh định từ đó trèo lên nóc nhà và thoát ra ngoài, nhưng do lan can lâu ngày bị rỉ sét khiến anh trượt chân, làm chiếc túi rơi xuống đất.
không thể lên được. Bonnet đành tìm cách leo xuống dưới. Vừa leo được một đoạn thì cảnh sát đuổi đến. May mắn anh nép được vào bức tường nên không ai thấy anh. Họ bỏ đi, anh mò mẫm leo xuống và trốn thoát khỏi sự truy đuổi. Sau khi xuống dưới đang không biết làm sao có thể rời khỏi đây mà không ai để ý, thì Yason gặp ngay cô gái vừa nãy trong đại sứ quán. Nhờ hóng drama nên anh biết cô ta thiếu tiền, còn mình thì thừa tiền thiếu mỗi xe nên anh ngỏ ý thuê cô chở mình ra khỏi đây. Nhìn anh nhếch nhác như kẻ trộm chó, có cái áo còn thủng lỗ chỗ thì tiền đâu ra, thôi anh biến con mẹ anh đi, đừng ở đó mà chém gió tốn thời gian của tôi. Tiền anh không thiếu, chủ yếu làm anh vui. Anh chẳng nói nhiều lôi ra cục tiền to như cục gạch khiến cô nàng á khẩu, ngoan như cún đồng ý luôn. Lúc này, tại cơ quan tình báo Hoa Kỳ, người ta đã tìm được Bonnet. Hôm qua ở công viên, anh đánh hai cảnh sát nhập viện. Sáng nay ở đại sứ quán, anh gây ra một vụ náo loạn. Người chỉ huy ở đây tên là Kalim, cũng là cấp trên của Bonnet. Sau khi nắm được thông tin, đã ngay lập tức triệu tập người của anh ta là các đặc công để truy bắt Bonnet. Nếu không bắt được anh ta thì cũng phải mang được xác anh ta về đây. Người thứ nhất là Professor đang ở Barcelona, người thứ hai đang họp, người thứ ba là Caster đang nghỉ dưỡng ở Rome. Sao cấp trên lại muốn khử anh? Các bạn hãy xem tiếp nha! Lúc này trên xe của người phụ nữ kia, Bonnet liên tục phải nghe những lời lải nhải của cô ta suốt chặng đường. Nào là vì sao mình đến đấy, nào là mình cuỗm hết tiền rồi bỏ đi như thế nào là mình bị một tên khốn lừa ra sao. Nói mãi, nhưng chỉ mình cô ta độc thoại, còn Bonnet thì chẳng biết nói chuyện gì, vì thật ra anh có nhớ gì đâu để mà nói. Khi thấy mình nói nhiều còn anh thì không nói quá 10 từ, nên cô gái cố ngại mà giảm thanh lại. Nhưng anh lại yêu cầu cô cứ nói tiếp đi. Thật ngại quá, người ta đau đầu vì bị nói nhiều chứ anh lại chữa đau đầu bằng nghe người khác nói. Bonnet nói rằng những gì cô nói làm anh cảm thấy vui lắm, nghe thế cô gái cũng được an ủi phần nào. Sau khi xem nát các camera an ninh, họ tìm ra cô gái làm Bonnet đi nhờ xe. Theo biển số xe họ điều tra ra được, cô tên là Maria, bố làm nghề thợ hàn nhưng đã chết, mẹ thì không rõ tung tích. Chỉ còn người bà ở xa và một người anh trai kế. Cô ta không là thành phần không nhà cửa, sống nay đây mai đó, không giấy tờ, không nộp thuế, không gì cả. Họ ra lệnh cho người điều tra kỹ hơn về cô ta thông qua người bà. Và lúc này họ chuyển mục tiêu, thay vì một mình Bonnet thì lúc này tăng thêm một người, đó là Maria. Sau khi cả hai dừng lại tại một tiệm ăn, Bonnet nói cho cô nghe về một mớ nhưng hộ chiếu mình có và nói rằng anh chẳng biết mình là ai. Vì sao phải dùng nhiều hộ chiếu đến vậy? Và vì sao anh lại cất mã ngân hàng ở mông rồi khi vào đại sứ anh lại thấy ngay lối ra? Maria trấn an rằng bất kỳ ai khi bị mất trí nhớ cũng thường có những biểu hiện như anh thôi. Tuy nhiên cô lại khá bất ngờ khi anh nói rằng chỉ cần bước vào quán anh cũng có thể nhớ được 6 biển số xe, khẳng định người phục vụ sẽ đi sang trái, còn anh béo ngồi kia nặng 89 cân. Dù mất trí nhớ nhưng máu đặc công trong người anh vẫn còn rất mãnh liệt. Sau đó cả hai tiếp tục lên đường đến Paris. Vì cả đêm hôm qua không ngủ, thêm một ngày chạy trốn mệt nhoài nên Bonnet mệt quá, đã thiếp đi. Đến tận sáng hôm sau khi Maria đánh thức anh mới tỉnh dậy. Sau khi ăn sáng, anh đưa Maria đi đến nhà mình theo địa chỉ trên hộ chiếu. Khi vào nhà chưa được bao lâu, trong lúc Maria vào nhà vệ sinh tiến hành 7749 bước làm các cô gái vẫn hay làm, thì Bonnet ở ngoài lấy tên của mình gọi điện cho khách sạn để giả vờ như họ tìm ra anh là ai. Nhưng nhân viên khách sạn lại nói không có ai tên như vậy cả. Anh lại dùng một tên khác là Kane để hỏi thì họ lại nói người này đã chết cách đây 3 tuần do một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên trong lúc gọi điện thoại, Bonnet luôn cảm thấy có kẻ nào đang theo dõi mình. Sau khi gác điện thoại thì Maria lại kêu nhà không có nước nóng. Anh giả vờ vào nhà bếp kiểm tra nước nhưng tranh thủ lấy một con dao để phòng thân và đi các phòng để kiểm tra. Lúc này Maria cũng đã vệ sinh cá nhân xong thì Bonnet có đến gần cửa sổ, bỗng có một kẻ nào đó nấp sau tấm kính, hắn đập vỡ kính lao vào nhà dùng súng định cho cả hai đi buôn muối, nhưng nhờ nhanh nhạy nên Bonnet đã né được và cả hai lao vào chào nhau bằng những cú đấm. Người này qua hành động có thể biết hắn ta muốn đuổi cùng giết tận anh, trong tay không có súng nên Bonnet chỉ có thể dùng tay không đấu với hắn. Sau nhiều pha đấm đấm đá, Bonnet chạy đến bàn lấy một chiếc bút làm vũ khí tạm thời đâm vào tay chân hắn, nhưng tên này vẫn ngoan cố đứng dậy chiến tiếp. Sau khi đánh gục được tên đột nhập, Bonnet đã ném chiếc túi của hắn về phía Maria, ra lệnh cho cô kiểm tra xem bên trong có gì, thì cô phát hiện một tờ giấy có hình ảnh của cô và Bonnet. Tức giận vì bị theo dõi, cô đã chất vấn hắn vì sao lại theo dõi mình, nhưng chưa kịp lấy được thông tin gì thì hắn đã lao mình qua ban công xuống đất đang xuất luôn tại chỗ. Có người chết nên cả hai không thể tiếp tục ở lại thêm nữa. Bonnet ra lệnh cho Maria lập tức rời khỏi đây nếu không muốn cảnh sát hỏi thăm. Maria vì quá kích động và sợ hãi nên chân không thể bước đi được nữa. Bonnet phải dìu cô. Khi đi xuống cầu thang, họ phát hiện người quản lý tòa nhà cũng đã bị ai đó tặng cho một viên kẹo đồng vào trán. Sau khi được thư ký của cục tình báo gọi điện báo cho Kalim rằng người của họ đã bị Bonnet giết thì cô được lệnh thu dọn hiện trường. Dù rất tức nhưng Kalim không làm được gì, chỉ có ra lệnh cho người của hắn tiếp tục truy lùng Bonnet. Khi Bonnet và Maria xuống dưới nhà thì đã có rất đông camera chạy bằng cơm đã tụ tập quanh cái xác. Không có thời gian dừng lại, họ liền lên ô tô và lập tức rời đi, đến một trung tâm Bonnet để Maria lại, còn mình thì mang tiền đi cất. Lúc quay lại thì cô đã ra ngoài, việc này khiến anh rất lo lắng.
Sau đó Bonet nói rằng Maria hãy mang theo hộ chiếu của mình rời đi. Nếu cảnh sát gặp cô thì hãy khai toàn bộ sự thật. Anh không muốn cô ở lại cạnh mình vì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Còn anh phải ở lại để tìm ra sự thật mình là ai. Tuy nhiên cô lại không muốn rời đi. Dường như cô gái này đã có chút đồng cảm với anh. Cô không muốn bỏ rơi anh lúc này. Trong lúc còn đang tranh cãi thì một nhóm cảnh sát đã tiến đến xe của họ. Lập tức Bonet dồ ga lái xe bỏ chạy. Thấy vậy cảnh sát cũng huy động người đuổi theo anh. Hai bên rượt đuổi qua nhiều dãy phố, mặc dù còn xe của Maria hơi cũ kỹ nhưng chạy khá tốt. Họ lao qua hết phố đường to đến đường nhỏ, từ lòng đường lên vỉa hè, rồi lại từ vỉa hè xuống lòng đường, lao xuống cả cầu thang bộ. Maria ngồi cạnh cũng sợ tột lùn sau khi tạo ra vài cuộc va chạm, ngăn được đám cảnh sát. Đến tối muộn cuối cùng họ cũng cắt được đuôi cảnh sát. Vì chiếc xe đã bị cảnh sát cho vào tầm ngắm nên họ quyết định bỏ lại nó. Một lần nữa Bonet khuyên cô hãy nên rời khỏi mình nếu không muốn một ngày phải trải qua vài lần suýt chết như hôm nay. Nhưng cuối cùng cô vẫn chọn ở lại đồng hành cùng anh. Họ dọn dẹp sạch sẽ vân tay trên chiếc xe và rời đi. Ở một diễn biến khác tại nhà xác ở Paris, một người đàn ông da đen mặt dữ tợn tên là Gombosi đã đến kiểm tra cái xác của một người tên là Kane. Kẻ đã ám sát mình nhưng anh ta phát hiện cái xác không phải là Kane vì người này không bị bắn chết. Lúc này sự thật về Bonet mới dần được hé lộ, thì ra Bonet nhận được lệnh ám sát Gombosi, một cái gai trong bộ máy chính quyền, 2 tuần trước nhưng thất bại. Không những vậy anh còn bị trúng 2 viên đạn. Sau đó anh không liên lạc với cục tình báo, mọi người cũng không tìm thấy anh ở đâu nên cấp trên nghi ngờ anh ấy phản bội. Vì không muốn tin tức vụ ám sát này lộ ra nên đã cho người đi ám sát anh để diệt khẩu. Nhưng cô thư ký của Gombosi lại là chân chạy việc của cấp trên trong cục tình báo. Vì vậy anh ta biết được nhiều thông tin lần này, anh ta muốn công bố vài thông tin có thể khiến vài vị quan chức cấp cao phải đi bóc lịch. Tên cấp trên lo sợ mọi chuyện bị bại lộ nên đã lập tức ra lệnh cho Floresco đến để thủ tiêu Gombosi. Về phía Bonet và Maria, sau khi tìm được khách sạn, họ liền vào trong và cải trang cho Maria. Anh cắt đi mái tóc của cô để bọn truy sát khó nhận diện. Đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ trong phòng lại vốn có thiện cảm từ trước với nhau nên chuyện gì đến cũng đến. Sau một đêm mây mưa nhiệt tình, sáng hôm sau khi Maria tỉnh dậy, Bonet đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng và xóa hết dấu vết vân tay. Họ lại tiếp tục lên đường tìm ra thân phận thật của Bonet. Nơi họ tìm đến tiếp theo là khách sạn Reniga, nơi mà Bonet đã từng đến dưới cái tên Kane để tìm thêm manh mối. Anh không thể ra mặt nên để Maria thay mình giả làm trợ lý của Kane để vào thăm dò thông tin. Trước đó anh cũng không quên hướng dẫn cô cách thoát thân nếu có biến. Nhờ kế mỹ nhân nên cô cũng đã lấy được một chút thông tin từ người lễ tân. Về phía tên Gombosi, anh ta quyết định tuyên chiến với cục tình báo, nhưng chưa kịp ho he thì đã bị Professor nấp ở trên nóc nhà tặng cho một viên kẹo đồng ngay trán, khiến anh ta đi bán muối ngay lập tức. Sau khi tin Gombosi bị ám sát, cấp trên đã tìm đến Kalim để dò hỏi, nhưng ông ta lại đổ hết trách nhiệm lên đầu Bonet và nói rằng do anh thất bại lần trước do chưa hoàn thành nhiệm vụ nên lần này đã làm lại là thành công. Từ danh sách điện thoại mà Kane liên lạc khi ở đây, Bonet đã ra bút điện thoại công cộng để gọi theo danh sách và tìm thấy một công ty vận tải hàng hải biển. Anh ngay lập tức lên đường đến nơi này tìm thông tin. Không ngờ vì trước đây anh là khách sổ của họ nên ngay lập tức có người nhận ra ngay anh. Theo tài liệu họ cung cấp, trước đây 3 tuần anh đã thuê một chiếc thuyền ở đây và anh cũng biết chính xác tên thật của mình là Kane và anh khẳng định rằng mình làm một công việc nào đó liên quan đến hàng hải. Tuy nhiên điều đó không thuyết phục được Maria. Cô cho rằng nếu anh là Kane, vậy thì cái xác chết dưới tên Kane là của ai? Thế là họ lại kéo nhau đến nhà xác. Sau khi đút lót một khoản tiền, họ đã được vào bên trong nhưng cái xác không còn ở đó. Lúc này cấp trên của người canh nhà xác đã đến và mắng anh ta vì tự ý cho người lạ vào mà không đăng ký trước và báo cho Bonet rằng cái xác đã được một người bạn đến mang đi. Anh ta bắt họ ra đăng ký, nhưng thay vì ghi tên thì anh lại xé luôn 2 tờ đăng ký trước đó. Lần theo danh sách đến thăm cái xác, Bonet phát hiện ra một cái tên đáng chú ý. Hắn không chỉ có trong danh sách đăng ký, mà kể cả trong hóa đơn mua thuyền cũng có tên hắn, đó là một người mang tên Gombosi. Từ thông tin của người này, họ tìm đến nhà của anh ta, nhưng cái họ thấy toàn là cảnh sát đang bao vây nhà của người này. Hóa ra anh ta mới bị ám sát không lâu. Khi mua một tờ báo để đọc, thì họ thấy người này từng lên báo tuyên bố rằng có kẻ nào đó đang muốn ám sát mình, nhưng bị anh ta phát hiện và tặng cho kẻ đó vài viên đạn sau lưng và ném hắn xuống biển cho cá mập ăn thịt. Bonet lúc này mới biết nghề chính của mình là một sát thủ chứ không liên quan gì đến tàu thuyền cả. Cả hai liền lên taxi về khách sạn, nhưng khi đi một nửa thì Bonet thấy có điều bất ổn liền xuống xe dẫn Maria rời đi và không hề biết đặc vị Professor đang nấp ở bên ngoài theo dõi họ. Bonet đã đi đến một chiếc xe cảnh sát gần đó phá cửa kính và lấy được một tập tài liệu bên trong. Hóa ra bây giờ họ đã là kẻ bị truy nã. Cấp trên của Kalim sau 24 giờ vẫn không thấy Bonet trình diện như Kalim nói nên đã tìm đến anh ta để cảnh báo. Nếu anh ta làm hỏng kế hoạch Treadstone của ông thì anh ta sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Người của Kalim đã tìm ra manh mối nhà anh trai cô ta.
Họ nghĩ rằng cô sẽ đi đến đó nên lập tức cử người đi theo dõi. Đúng như dự đoán, lúc này cả hai quá mệt mỏi vì phải chạy trốn nên Maria đã gợi ý họ đến nhà anh trai mình nghỉ ngơi. Đây là một nơi an toàn theo cô nghĩ, không còn cách nào khác, lần này anh đã nghe theo cô. Khi đến nơi, mặc dù không ai ở nhà nhưng mọi thứ đối với Maria dường như khá quen thuộc với cô. Maria thấy nhà khóa cửa nên đã đi tìm chìa khóa chỗ cũ nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy. Đúng lúc đó anh trai kế đi đâu vừa về. Mặc dù là anh em nhưng vì quá lâu không gặp nhau nên cả hai có vẻ hơi ngượng ngùng. Nhưng giây phút đó qua mau khi cô giới thiệu với anh trai rằng Bonnie là bạn trai mình. Thấy em gái không còn lông bông nữa, ăn nói cũng từ tốn hơn, lại có cậu bạn trai trông uy tín nên anh cô khá mừng và mời họ ở lại ăn bữa tối. Bonnie còn chơi xích đu với lũ trẻ cùng một con cờ hó béo vàng. Trong đêm đó khi cả nhà ngủ say, lúc Maria tỉnh dậy thì không thấy Bonnie đâu. Đi tìm một vòng cô thấy anh đang ngắm nhìn hai đứa cháu mình. Thấy Maria, Bonnie nói rằng mình không muốn tìm hiểu thêm về anh nữa, không muốn tiếp tục việc chạy trốn mệt mỏi thêm một ngày nào. Anh chỉ muốn được sống những ngày bình yên bên cô, họ sẽ có một ngôi nhà và những đứa trẻ. Ấy thế mà giấc mơ chưa thực hiện được thì sáng hôm sau trong lúc ăn sáng, tụi trẻ lại không thấy con cờ hó béo đâu nữa. Việc này trước giờ chưa bao giờ xảy ra, nó rất tham ăn nên không thể nào ra khỏi nhà mà không no cái bụng. Nhận thấy điều chẳng lành, anh lập tức kêu họ xuống tầng hầm ẩn nấp. Maria luôn tự trách mình không nên đến đây để mang đến nguy hiểm cho anh trai. Nhưng anh an ủi cô rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ cả. Sau khi mọi người đã an toàn, anh lục trong tủ được vài viên đạn săn 11 và một khẩu súng săn rồi ra khỏi nhà đối đầu với tên sát thủ. Anh nhắm súng vào thùng dầu làm nó nổ tung, hòng đánh lạc hướng Professor. Còn mình mang súng chạy lên đồi, lợi dụng tốc độ chạy bàn thờ của mình và cây cối rậm rạp, anh đã thoát khỏi mưa đạn của hắn. Cả hai chạy lên đồi đến một khoảng đất trống để bắn nhau cho nó thoải mái. Bonnie nhìn thấy một đàn chim, anh liền bắn vào khiến cả đàn bay toán loạn. Sát thủ lúc này vì đàn chim mà một lần nữa bị đánh lạc hướng. Nhờ vậy anh lật ngược tình thế, nắm được vị trí của sát thủ. Đứng sau bụi cây, anh thấy sát thủ đang lom dom chạy trong bụi cỏ. Thế là anh giương súng bắn một phát khiến sát thủ bị thương. Hắn đang định nhặt súng lên thì bị anh tặng thêm cho một viên kẹo đồng nữa. Khống chế khả năng ra tay của hắn xong, anh chạy đến hỏi hắn đi cùng ai. Nhưng hắn cũng như anh chỉ hành động một mình. Lúc này anh mới biết hắn và anh đều là cùng một đội, đều thực hiện dự án Cheston. Nhưng anh lại chẳng biết Cheston là cái mẹ gì, định hỏi thêm nữa. Nhưng lúc này Professor đã lịm dần rồi tắt thở. Anh biết rồi cũng có ngày mình giống như Professor nên không muốn liên lụy đến cô nữa. Anh lấy túi tiền của mình ra giữ lại một ít, còn đâu đưa hết cho Maria và ép cô rời khỏi nơi này cùng anh trai. Còn anh là người liên quan đến chuyện này, anh phải ở lại để kết thúc nó. Không còn cách nào khác, trước sự cương quyết của anh, cô đành phải rời đi. Lục túi đồ của Professor, anh thấy được một chiếc điện thoại đời cổ, theo danh bạ những số anh ta hay gọi nhất. Anh gọi đến tổng bộ và được thư ký chuyển máy đến Kalim. Thấy điện thoại của Professor, hắn tưởng anh ta báo tin đã hạ lược Bonnie. Lúc Kalim nghe điện thoại, Bonnie đã nói: "Xin chào, ông là thằng nào? Sao lại muốn giết tôi? Những người ông cử đến giết tôi đều đi ăn chuối cả rồi." Nhưng chưa nói chuyện được bao lâu, anh phát hiện ra người bên kia nói chuyện với mình lại là sếp mình. Nhưng vì mình không làm theo mệnh lệnh nên giờ cần phải chết. Kalim không nói lại được Bonnie nên đã lấy Maria ra để đe dọa anh. Không ngờ anh lại nói với hắn rằng đã cho cô ta đi buôn muối lâu rồi và ra lệnh cho hắn đến Paris để gặp anh tại một cây cầu. Chỉ được đi một mình, khi nào đến giữa cầu thì đợi anh, không được mang theo ai, nếu không hắn sẽ ăn đủ. Không còn cách nào khác, Kalim buộc phải nghe theo yêu cầu của anh. Lúc này cấp trên của Kalim lại đến gặp anh ta, thấy có cái chuyện bằng con kiến mà anh ta vẫn không giải quyết được. Ông ta không quên cảnh báo anh, nếu anh làm hỏng chiến dịch Cheston thì anh sẽ lĩnh đủ. Kalim sau khi nghe điện thoại của Bonnie đã không làm theo lời anh nói. Ông ta gọi cho cấp dưới của mình ở Paris để chuẩn bị mọi tình huống đối phó. Bonnie hẹn Kalim như vậy nhưng anh sẽ không đến. Anh biết nếu mình đi thì chẳng khác tự mình chui vào giọ. Anh chỉ đứng từ đằng xa quan sát cây cầu và gọi điện cho Kalim, sau đó nói là tôi bảo ông đến một mình, ông mang theo người của ông làm gì. Ông không làm theo thỏa thuận nên cuộc gặp bị hủy nhé, tạm biệt. Kalim tức xịt khói nhưng không làm được gì vì ông ta biết Bonnie là một đặc công thế nào, không thể đùa với anh được. Tuy nhiên việc Bonnie hẹn Kalim ra cầu chẳng phải anh có chuyện gì muốn nói với ông ta cả, mà chỉ đơn giản là tìm cách gắn máy nghe lén vào xe của ông ta mà thôi. Vì không gặp được Bonnie nên Kalim định cho thư ký xóa tất cả tài liệu về dự án Cheston. Ông ta sợ anh sẽ tìm đến và lấy đi tài liệu này, đến lúc đấy mọi chuyện vỡ lở thì không gì có thể cứu được ông ta. Để Bonnie có thể đi đến chỗ của thư ký phải mất 3 giờ đồng hồ. Để đề phòng Bonnie, ông ta cho thuộc hạ canh gác vô cùng nghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể bay qua được. Áp dụng chiến thuật cũ để đánh lạc hướng bọn lính gác, anh làm cho một loạt xe đằng trước hú còi ầm ĩ, còn mình thì tranh thủ bọn lính canh mất cảnh giác mà từ cửa sau trèo lên lầu. Lúc này thư ký của Kalim vẫn đang miệt mài xóa tài liệu thì đột nhiên mất điện. Ông ta linh cảm có gì đó không ổn nên đã cầm súng đi dò tìm các phòng trong căn nhà. Bỗng nhiên từ đâu Bonnie đi đến chĩa súng vào đầu ông ta và hỏi: "Ông là Cheston hả?" Nghe Bonnie hỏi, Kalim chẳng hiểu cái mẹ gì hết. Ông ta không biết anh mất trí nên mới hỏi vậy. Ông ta tưởng anh phát điên rồi, sau đó ông ta nói anh chính là một tài sản của Mỹ trị giá 30 triệu đô. Việc ám sát Gumbosi là việc vô cùng đơn giản, ông ta có thể cử bất cứ ai đi làm, nhưng vì Bonnie là người vô hình,
không có thông tin nên hắn đã cử anh đi giải quyết. Anh dần dần nhớ lại mọi chuyện, lúc đó anh đã lên tàu của Kombosi ẩn nấp 5 ngày, tưởng như có thể giết được hắn. Nhưng khi thấy hắn ôm con, nằm ngủ, anh lại có chút không lỡ ra tay. Vì vậy, trong lúc bị mất cảnh giác đó, hắn đã phát hiện ra. Anh không thể giết được Kombosi mà còn bị hắn bắn, và để thoát thân anh đã nhảy xuống biển. Nhiệm vụ có thất bại thì hắn cũng không biết anh là ai, nhưng anh lại mở tài khoản ngân hàng, nên khi phát hiện ra hắn đã tìm kiếm anh. Việc này có thể khiến anh bị lộ. Một khi anh bị lộ thì khả năng cao hắn sẽ điều tra ra người đứng sau anh là CIA. Vậy thì mọi chuyện càng rắc rối hơn bao giờ hết, lúc đó dự án Chestone sẽ bị lộ, vì để bảo mật nên họ mới cử người giết anh. Nghe vậy, Bone vô cùng chán ghét. Cuối cùng anh nhận ra mình chỉ là con rối trong tay kẻ khác, số phận mình để kẻ khác quyết định. Không thể sống thêm những ngày như vậy nữa, anh định bỏ đi, nhưng lại phát hiện bên ngoài đã có kẻ khác bao vây mình rồi. Anh đấm cho Colin dập mũi, bất tỉnh và mở cửa xông ra tính sổ với bọn vệ sĩ. Một màn đấu súng diễn ra khét lẹt, nhưng nhờ võ công cao cường anh đã hạ được cả đám. Sau đó anh tóm lấy tên béo làm bia đỡ đạn và nhảy xuống dưới, may mắn không sao. Lúc này tên Colin đã tỉnh lại, nhưng người của hắn chẳng còn ai. Hắn đi ra ngoài nhưng lại đụng ngay sát thủ cấp trên cử đến. Hóa ra vì có mấy việc còn con mà hắn không làm ra hồn, toàn để người khác phải đi dọn rác cho hắn, nên cấp trên quyết định cho hắn đi tàu ngầm 6 ván cho khỏi trật đất. Bone sau khi thoát ra ngoài, anh liền lặn không sủi tăm. Trong cuộc họp mới nhất, hắn nói rằng dự án Chestone mới chỉ là ý tưởng trên giấy, nhưng vì tỷ lệ giữa lợi nhuận và chi phí chênh lệch quá nhiều nên họ sẽ hủy bỏ nó và thực hiện dự án mới mang tên Black Bear. Tại một cửa hàng nhỏ ven bờ biển, Maria đang bận rộn với cửa hàng nhỏ của mình. Cô không đi lang thang nữa mà quyết định an cư một chỗ và sống những ngày tháng giản dị. Hôm nay bỗng có một vị khách lạ tìm đến cô, người này chính là Bone. Anh đã tìm thấy cô. Gặp lại Bone, cô cười như ma làm. Họ lao vào ôm hôn nhau tới tấp, cả hai quyết định sống cùng nhau tới đầu bạc răng long. Phim bắt đầu bằng những câu nói và những hình ảnh được sắp xếp lộn xộn. Đây không phải là luyện tập, đây là một dự án sống và cậu là một thử nghiệm. Giấc mơ kết thúc, nam chính của chúng ta là Bon, tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau như búa bổ. Anh hiện giờ không nhớ bất cứ thứ gì đã diễn ra trước đó, mọi thứ liên tục lặp lại trong đầu anh. Nhưng khi liên kết lại thì cũng không giúp anh nhớ ra điều gì. Thấy anh như vậy, bạn gái anh là Maria chỉ biết đến động viên Bon và khuyên anh nên viết ra tất cả những gì anh thấy trong giấc mơ. Biết đâu điều đó sẽ giúp ích cho việc phục hồi trí nhớ của anh sau này. Bon nói rằng anh đã làm việc đó cả trăm lần rồi, nhưng cũng chả mang lại cho anh điều gì cả. Tuy nói vậy, nhưng sau đó Bon cũng ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm theo lời Maria. Ở một cảnh phim khác tại văn phòng tình báo CIA ở Berlin, mọi người đang thông qua camera theo dõi hai đặc vụ của họ. Hai người này mang theo một chiếc vali đi vào bên trong để tiến hành một cuộc trao đổi đặc biệt. Mọi nhất cử nhất động của họ đều được quan sát và hỗ trợ từ xa, nhưng khi cả hai bước vào chuyên lâu thì theo dõi bỗng nhiên bị ngắt quãng. Tiếp sau đó là một người đàn ông đi vào theo sau bọn họ. Trong khi hai đặc vụ của CIA đang tiến hành trao đổi số tiền 2 triệu đô đựng trong vali, thì người đàn ông đi theo sau họ lại đang gắn một quả bom lên gần một công tắc điện gần đó. Sau khi cố định xong hai quả bom, hắn còn lấy một dấu vân tay đã chuẩn bị sẵn rồi dán lên đây, xong xuôi đâu đó. Hắn lấy ra hàng nóng của mình, nhẹ nhàng tiến tới bên trong nơi mà các đặc vụ CIA đang trao đổi tiền lấy hồ sơ. Nhanh như cắt, hắn nổ súng hạ gục cả bên mua và bên bán trong tích tắc. Vì không có sự chuẩn bị nên khi bị tấn công, bất ngờ cả ba đều không thoát khỏi bàn tay tử thần. Thanh toán xong xuôi nhóm người của CIA, hắn lập tức vơ lấy vali tiền và tập hồ sơ chuồn ngay khỏi hiện trường. Sát thủ sau khi ra tay đã mang theo chiến lợi phẩm đến một căn hộ. Tại đây hắn ta đưa nó cho một người đàn ông đeo kính. Ông ta lập tức kiểm tra và rút ra hai cọc tiền trả công cho hắn, rồi nói đây là bồi dưỡng trước, khi nào xong xuôi sẽ trả đủ. Phim lại chuyển cảnh đến chỗ nam chính của chúng ta. Hiện giờ khi bị mất trí, anh đang ở một làng của dân châu Á ở gần bờ biển. Cuộc sống của họ tuy không giàu có, nhưng hàng ngày Bon có thời gian chạy quanh bờ biển. Maria có thể thong dong đi chợ và là một bà nội trợ đảm đang. Tuy nhiên khao khát được biết mình là ai và trước đây anh làm gì, tại sao lại luôn mơ thấy những giấc mơ như vậy đã khiến Bon sống không được vui lắm. Thế nhưng ngày tháng đó lại không kéo dài lâu. Hôm nay ở ngôi làng mà họ tá túc xuất hiện một vị khách lạ, và người đó không ai khác chính là tay sát thủ đã giết chết hai đặc vụ CIA hôm qua. Hắn ta tìm đến trưởng làng và đưa ra bức tranh của Bon để hỏi thăm, nhưng không được thông tin gì. Sau đó hắn tiếp tục lái xe đi đến bờ biển nơi tập trung đông người với hy vọng có ai đó sẽ biết về Bon. Khi hắn có mặt đã lập tức thu hút sự chú ý của Bon. Ngay lập tức Bon về lấy xe và chạy ra ngoài chợ để đón Maria. Thế nhưng khi họ chưa kịp bỏ trốn thì sát thủ bằng đôi mắt cú vọ nhà nghề đã nhận ra cả hai người. Hắn lập tức lái xe đuổi theo, Bon cũng nhanh tay chuồn sớm. Tuy nhiên tên sát thủ này là một kẻ lợi hại. Hắn đã có thể cho hai đặc vụ CIA đi ngắm gà khóa thân trước con mắt của cả cục cơ quan tình báo. Thì khi con mồi xuất hiện, hắn đâu dễ dàng bỏ cuộc được. Cả hai chạy được một lúc đã bị hắn phát hiện và tiếp tục đuổi theo. Bon để bạn gái điều khiển xe, còn anh ôm hàng nóng định nói chuyện với hắn. Nhưng khi chạy ra đường lớn thì hắn lại bị bọn họ bỏ rơi. Vậy là hắn quyết định bỏ lại chiếc xe, chỉ ôm theo khẩu súng chạy về phía cầu để đón đầu. Thấy tình hình không khả thi,
Bon lập tức nghĩ ra một kế, đó là cả hai sẽ chia nhau ra và họ sẽ gặp nhau ở địa điểm cũ sau một tiếng nữa. Khi chiếc xe của họ vừa lên đến cầu, thì hắn đã xuất hiện từ xa bắn thủng lốp xe, khiến nó bất ngờ mất lái bay ngay xuống dòng sông bên dưới. Cú va đập mạnh đã khiến Maria bất tỉnh. Bon sau khi thoát ra khỏi xe, anh đã cố gắng bơi về phía Maria và dùng hết sức kéo cô ra. Nhưng sau khi cố gắng một hồi lâu, Bon cũng không cứu được bạn gái. Anh chỉ có thể để cho Maria chìm sâu dưới đáy sông trong đau đớn. Anh biết lúc này mình không thể nổi lên mặt nước, vì chắc chắn sát thủ vẫn đang ở trên cầu quan sát họ. Quả nhiên sát thủ sau khi chứng kiến chiếc xe rơi xuống sông, hắn đã đứng quan sát một hồi lâu nhưng không thấy động tĩnh gì. Hắn nghĩ chắc chắn sẽ không còn ai sống được nên đã bỏ đi ngay sau đó. Sau khi hai đặc vụ bị ám sát, CIA đã cho người đến hiện trường điều tra. Họ tìm thấy vị trí của quả bom được gắn và một dấu vân tay dính trên đó. Tuy nhiên sau một hồi quét trái quét phải thì lại gặp một rắc rối. Đó là hồ sơ này đã bị bảo mật tuyệt đối vì nó liên quan đến dự án Chesterton nhìn ra vấn đề. Ba người đứng đầu cơ quan an ninh Đức lập tức lệnh cho người sắp xếp cho bà ta một chuyến đi đến Mỹ. Lại nói về sát thủ, sau khi tưởng hai nạn nhân của hắn đã chết, sát thủ liền đến gặp ông chủ của mình và nhận một vali tiền thưởng. Ông chủ của hắn kêu hắn tạm thời nghỉ ngơi, ông ta sẽ liên lạc với hắn sau một tháng nữa. Về phần Bon, lúc này anh đã thoát khỏi Hà Bá nhưng bạn gái anh là Maria thì không được may mắn như vậy. Chiếc xe của họ đã được vớt lên, sau đó Bon trở về căn nhà mà họ đã ở trước đây. Anh lấy ra tất cả giấy tờ của mình và bạn gái, sau đó đốt hết giấy tờ của Maria đi. Anh sợ rằng nếu để lại, có thể một ngày nào đó anh sẽ gặp rắc rối. Xong xuôi đâu đó, Bon thu xếp hành trang lên đường đến Nepal. Bên này, giám đốc tình báo Đức là Bam đã đặt chân đến Washington. Nhưng tại đây, bà ta đã bị người đứng đầu bên này khiển trách vì nhiệm vụ thất bại. Không những không lấy được hồ sơ mà còn để mất 2 triệu đô. Bam nói rằng bà ấy sẽ cho điều tra vụ này đến cùng vì họ thu được một dấu vân tay trên quả bom mà sát thủ để lại. Tuy nhiên, hiện giờ dấu vân tay này nó lại liên quan đến một người của họ có mặt trong chiến dịch Chesterton và hiện giờ bà ấy không có quyền truy cập nó. Bà ấy muốn ông ta cho mình quyền truy cập để tìm ra manh mối người đó là ai. Được sự cho phép của ông ta, Bam đã lập tức truy cập hồ sơ Chesterton và ngay lập tức phát hiện ra dấu vân tay đó là của Bon. Tuy nhiên, theo những gì hồ sơ ghi lại thì Bon đã mất tích, mất trí nhớ. Người liên lạc cuối cùng với Bon là Nikon, cũng bị giết khi làm nhiệm vụ. Để tìm hiểu kỹ hơn, Bam đã gọi điện cho cấp trên của mình là Andy và xin gặp ông ta. Khi thấy Bam nhắc đến vụ Chesterton, Andy tỏ vẻ không vui. Ông ta nói rằng bà đã đi quá sâu vào vụ này và đây là một chiến dịch đã khép lại từ lâu. Thậm chí những người trực tiếp tham gia vụ này đã chết ở đâu đó. Ngay cả đến Bon, người trực tiếp tham gia cuộc thử nghiệm đã mất tích rất lâu rồi. Có thể anh ta đã chết. Andy không muốn bới móc lại nó nữa. Nhưng khi Bam nói rằng vụ đánh bom vừa rồi là của một người của họ gây ra và người đó không ai khác chính là Bon. Nghe đến đó, Andy mới ngậm mồm lại và chịu hợp tác với Bam. Không ai nghĩ rằng người bị cho là chết giờ lại xuất hiện ở đây bằng cách như vậy. Trong lúc họ đang điều tra về mình, thì Bon đã lấy hộ chiếu và định rời khỏi nơi này đến Ý. Nhưng trong quá trình làm thủ tục, thông tin của anh đã được kích hoạt. Ngay lập tức, cục tình báo Anh đã phát hiện ra và anh bị đưa vào phòng thẩm vấn. Về phần Bam, sau khi phát hiện ra Bon là người nhúng tay vào cái chết của hai đặc vụ hôm trước, thì bà ấy đã họp tất cả mọi người lại. Bam nhắc lại chuyện của 7 năm trước, 20 triệu đô của CIA đã biến mất. Sau khi điều tra thì có một chính trị gia Nga đã liên lạc với họ và ông ta nói rằng họ đã bị chính người của họ bóc phốt. Thế nhưng ngay sau đó ông ta cũng đã bị ám sát mà không biết ai là thủ phạm. Nhưng đến gần đây họ nhận được thông tin thủ phạm gây ra vụ đó có thể là Bon. Theo Bam thì trong khi điều tra về Colin, họ thấy một tài khoản mà ông ta chuyển tiền vào đó, số tiền lên đến 760.000 đô. Bam cho rằng họ có làm ăn với nhau và hiện nay hai người của họ mới bị giết là do Colin thuê Bon làm. Khi cuộc họp đang diễn ra thì họ cũng nhận được thông báo từ Cục An ninh Anh cho biết đã bắt được một người có thông tin trùng với Bon. Ngay lập tức mọi người chuyển hướng chú ý đến vụ này. Lúc này tại sân bay Berlin, Bon đang bị tạm giữ trong phòng điều tra. Một người là Tom, tự xưng là nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Berlin, đến gặp và nói chuyện với anh. Thế nhưng trước những câu hỏi của Tom, Bon miệng vẫn như đổ bê tông. Anh không hé răng bất cứ lời nào. Cuộc thẩm vấn chưa được bao lâu thì Tom nhận được cuộc điện thoại gọi đến, nói rằng Bon là một đặc vụ của cục tình báo CIA và anh đang dính vào vài vụ nghiêm trọng, nên họ cần Tom phải theo sát Bon. Thế nhưng khi Tom vừa gác máy, thì anh ta đã bất ngờ bị Bon tấn công. Sau khi hạ gục cả hai, Bon đã ngay lập tức lấy điện thoại của Tom và cài máy nghe lén vào đó rồi chuồn ra bên ngoài. Khi người của CIA được điều đến thì nhận được thông báo từ Tom rằng Bon đã bỏ trốn, vậy là ý định của họ đã không thực hiện được. Trên xe, anh nghe lén được cuộc gọi của Bam cho Tom. Lúc này anh mới biết hóa ra mình là một đặc vụ CIA, nhưng hiện giờ không biết vì sao mình lại bị người phụ nữ này gán cho tội danh giết người ở Berlin cách đây 2 ngày. Trong khi 2 ngày trước anh còn đang ở Ấn Độ. Theo những gì có được qua cuộc điện thoại, Bon bắt đầu nhớ lại ký ức trước đây của mình và từ những gì anh ghi lại trong giấc mơ, Bon đã hiểu và nhận ra mình là ai. Anh lập tức cho xe chạy đến một nơi. Ngày hôm sau tại Hà Lan, một người đàn ông đến gặp Nikki và đưa cô ấy về Berlin. Nikki nói rằng trước đây mình cũng cùng chung chiến dịch với Bon. Cô ấy phụ trách bộ phận hậu cần và tâm lý cho những đặc vụ trong chiến dịch. Tuy nhiên, từ sau khi chiến dịch Chesterton bị đóng,
Bon cũng mất tích thì cô ấy không gặp lại Bon. Mặc dù vậy nhưng hiện giờ cô là một trong những người có liên quan đến Bon, nên họ vẫn để cô ở lại. Nói về Bon, lúc này sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của CIA, anh chạy xe tới một căn hộ của John. Anh ta trước đây cũng là người trong chiến dịch Charleston. Khi John vừa vào nhà, thấy có người đột nhập nhà mình, John đã định cầm hàng nóng đấu lại, nhưng Bon đã nhanh tay tháo hết đạn bên trong từ trước. Lúc này John chỉ còn cách ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Nhưng khi Bon hỏi John về Bam và về lý do vì sao mình lại bị người phụ nữ này truy bắt, rồi gắn cho cái tội giết hại đặc vụ của bà ta ở Berlin, thế nhưng John cũng không hay biết gì về vụ này. John nói rằng Charleston cũng bị đóng từ lâu rồi, hiện giờ trong số họ chỉ còn anh ta và Bon là còn sống. Cả hai nói chuyện một hồi thì Bon nhận ra bên ngoài có xe cảnh sát đến. Hóa ra John đã bí mật nhấn nút báo động để CIA đến đây. Khi Bon muốn bỏ chạy thì John nói rằng đằng sau nhà anh có một chiếc xe ô tô để ở đó, họ có thể đi theo đường đó, sẽ dễ thoát hơn. Nhưng khi Bon không để ý, hắn đã quay xe tấn công Bon. Anh bị tấn công nhưng chỉ vài giây sau đã lấy lại bình tĩnh. Vì cả hai đều từng là những đặc vụ xuất sắc nên họ ngang sức ngang tài. Sau mấy chục hiệp giằng co lên xuống, mang hết hàng nóng hàng lạnh ra dùng, thì cuối cùng người không bị trói như Bon cũng giành thế chủ động. Anh thanh toán luôn thằng bạn tồi rồi lấy xe hắn bỏ đi. Đến lúc người của CIA đến thì trong nhà chỉ còn cái xác. Sau khi rời nhà John, Bon chạy đến một nhà vệ sinh công cộng rửa hết vết máu đi, rồi thay đồ và lái xe đến ga. Tại đây anh gửi hành lý vào bên trong tủ đồ cho khách, rồi lấy một chiếc túi nhỏ hơn thay thế. Tiếp theo anh dùng điện thoại công cộng tra tất cả các con số trên cuốn ghi chú của John để tìm ra nơi ở của Pam. Sau khi có được thông tin, anh đến khách sạn nơi bà ta đang ở để theo dõi. Bon thấy bà ta đi ra từ phòng khách sạn và đến cơ quan an ninh để làm việc. Biết được nơi làm việc của bà ta, Bon mang theo khẩu súng ngắm của mình trèo lên một tòa nhà đối diện. Anh đứng nhìn từ xa ngắm thẳng vào đầu người đàn bà này, dự định là sẽ bóp cò cho bà ta đang xuất tại chỗ. Đúng lúc đó Bon nhấc máy gọi cho Pam. Khi nghe anh giới thiệu mình là Bon, bà ta và tất cả mọi người ở đó đều vô cùng bất ngờ. Họ lập tức cho người theo dõi cuộc gọi để xác định vị trí của Bon. Pam chất vấn bà ta tại sao lại muốn giết mình. Nhưng vẫn câu nói cũ, bà ta cho rằng anh là kẻ đã giết chết hai đặc vụ ở Berlin cách đây 2 ngày. Bon định phản kháng nhưng lúc này anh lại bị cơn đau đầu hành hạ. Thế là trong phút chốc khi nhìn lại Bon không nhìn thấy Pam đâu cả. Nhưng một người khác anh nhìn thấy ở đó cũng khiến Bon bất ngờ chính là Nicky. Bon nghĩ ra một cách mới. Anh muốn Nicky đi đến quảng trường và đứng ở đó cùng với một chiếc điện thoại. Họ sẽ hẹn gặp nhau trong 30 phút nữa. Một lúc sau Nicky đã có mặt ở vị trí mà Bon chỉ định. Các tay súng bắn tỉa cũng được bố trí 4 phương 8 hướng, không kể các đặc vụ được trà trộn vào mọi người xung quanh. Nếu có bất cứ nguy hiểm nào, họ được phép nổ súng để hạ đối tượng. Đúng lúc đó trên quảng trường diễn ra một cuộc biểu tình của người dân. Bon đã gọi cho Nicky và yêu cầu cô lên chiếc xe điện gần đó, tranh thủ đoàn người biểu tình đi qua đông nhất. Bon đã nhanh tay kéo Nicky trà trộn vào đám đông, thành công cắt đuôi được đám đặc vụ bám đuôi. Sau đó Bon kéo Nicky vào trong một đường hầm và một nhà vệ sinh. Anh chất vấn cô ta tại sao lại đổ cho mình giết người, trong khi cách đây 2 ngày khi vụ án xảy ra, anh còn đang ở Ấn Độ. Nicky thực lòng cũng không biết chuyện đó. Cô nói mình ở đây là bởi vì giám đốc CIA đã điều cô về. Bon hỏi cô mấy gã đặc vụ bị giết 2 hôm trước đã đi mua loại hồ sơ gì mà khiến có kẻ muốn giết họ. Nicky cũng không rõ, cô chỉ biết đó là hồ sơ về Nikon. Hồ sơ đó có liên quan đến chính trị gia người Nga. Lúc này Bon liền nhớ về một cái tên, đó là Nevsky. Ông ta đã bị bắn chết, nhưng mọi thứ với anh vẫn không rõ ràng. Lúc này anh còn phát hiện ra một điều, đó là trong chiến dịch Charleston, anh có mặt ở Đức lúc đầu chiến dịch, nhưng tại sao mọi người lại nói anh không hề có mặt ở Đức khi nào? Càng lúc anh càng không hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên đúng như mọi người dự đoán, Bon không ra tay với Nicky, anh chỉ đe dọa sau đó bỏ đi. Từ những gì Bon nói, Pam và tay giám đốc CIA bắt đầu cho người đi đến Ấn Độ kiểm tra lại những gì anh nói có chính xác không. Sau khi một lần nữa thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát, Bon lại tiếp tục đi đến một phòng net. Và ở đây anh dùng máy tính kiểm tra toàn bộ hồ sơ về Nevsky. Ở một cảnh khác, lúc này ông giám đốc già CIA đã đến khu vực hiện trường mà sát thủ giết hai đặc vụ trước đó. Theo lời nhân viên điều tra thì anh ta cho rằng việc tên sát thủ làm cháy điện hôm đó rồi để lại dấu vân tay chẳng qua chỉ là hành động cố ý. Có thể hắn muốn đổ tội cho Bon chứ thực chất Bon không phải là hung thủ thực sự. Sau khi nghe xong những điều đó, không hiểu sao ông ta mặt tái như đít nhái. Lợi dụng lúc anh này không để ý, ông ta đã thủ tiêu anh ta ngay lập tức mà không ai biết. Về phần Bon đi theo những mảnh vụn ký ức, anh tìm đến khách sạn Breaker. Tại đây anh thuê phòng 465, thế nhưng phòng này đã có người ở. Vì vậy Bon tiếp tục thuê căn phòng 464 đối diện nó. Lợi dụng lúc nhân viên khách sạn không để ý, Bon liền lén vào phòng 465, bên trong hoàn toàn không có người ở giống như lời nhân viên khách sạn kia nói. Đây là căn phòng trước kia Bon từng đến, nên khi bước vào đây có rất nhiều ký ức đã được sống dậy trong anh. Bon thấy mình có mặt trong căn phòng đó. Đó là căn phòng của vợ chồng chính trị gia Nevsky. Khi đó hai vợ chồng ông ta không biết đến sự có mặt của Bon, nên khi anh ra tay sát hại ông ta thì ông ấy không kịp phản ứng. Sau đó anh cũng cho người vợ đi cùng ông ấy, rồi nhét khẩu súng vào tay bà ta. Bon còn đang mải mê suy nghĩ mà không hề biết rằng gần như toàn bộ lực lượng đặc nhiệm của thành phố đã chạy đến để vây bắt Bon. Khi cảnh sát bắt đầu đi lên và bao vây căn phòng 464 thì bên này Bon đã nghe thấy tiếng động. Anh đoán chắc mình đã bị chỉ điểm.
Nhanh như cắt, Bon lập tức mở cửa sổ lao ra bên ngoài và treo ngược lên sân thượng. Lúc này Bon đã chạy lên trần nhà cao. Tuy nhiên do cảnh sát quá đông, họ bao vây khắp bốn phương tám hướng nên dù Bon có chạy nhanh cỡ mấy, anh cũng không thoát được sự truy đuổi của cảnh sát. Nhác thấy bóng dáng của Bon, lập tức hàng trăm cảnh sát đã đuổi theo anh. Bon chạy hết khu phố này đến khu phố khác, vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Nhưng Bon là ai chứ? Anh chạy nhanh hơn chó, lần giỏi hơn trạch, thì đố bố con thằng nào bắt được anh đấy. Bon quyết định chạy gần đến một đường dây. Ở đây anh thấy một con tàu sắp chạy đến. Thế là Bon lập tức lao qua bên kia đường tàu. Nhân cơ hội đó, Bon đã có thời gian chạy xa hơn. Anh lao mình xuống một con phà chở vật liệu xây dựng và nằm nấp ở đó. Khi cảnh sát đến thì đã không còn thấy Bon. Thế lại một lần nữa, Bon lại thoát được sự truy đuổi của cảnh sát Berlin. Lúc này, sau khi để sống mất Bon, Bam và cộng sự của bà ta đã đến căn phòng 465. Bà ấy nhận ra đó chính là căn phòng mà Nesky bị vợ giết. Tuy nhiên lúc này, Bam lại nghĩ rằng việc vợ ông ta giết chồng có thể không đúng sự thật. Ở một diễn biến khác, lão giám đốc CIA thấy Bon hỏi đến Nesky. Ông ta lo sợ rằng những việc làm xấu xa của ông ta liên quan đến chiến dịch Cherson sẽ bị lộ. Thế là ông ta gọi cho một gã người Nga, chính là kẻ đã thuê sát thủ đi giết Bon ở đầu phim. Lão giám đốc nói rằng phải nhanh chóng thủ tiêu Bon, nếu không mọi chuyện sẽ bung bét hết. Thế nhưng khi lão ta vừa gác điện thoại thì cũng là lúc Bon xuất hiện sau lưng mình, dí súng vào đầu lão và hỏi về mọi chuyện. Lúc này vì lo sợ cho tính mạng của mình nên ông ta đã thừa nhận vì ông ta đã cho người ra tay đuổi cùng giết tận anh, cho dù anh đã sống tận Ấn Độ xa xôi. Bon kết tội ông ta đã giết Maria, nhưng lão vẫn giả mồm nói rằng cô ấy chết là do đi theo anh, và cho dù cả hai có trốn đi đâu, nhưng họ chưa chết có nghĩa là những bí mật mà lão ta muốn nó bị chôn vùi mãi mãi sẽ có ngày bị moi lên. Vì vậy chỉ có một cách duy nhất, đó là thủ tiêu tất cả những ai trực tiếp thực thi nó. Sau khi nghe những gì lão thú nhận, lão tưởng Bon sẽ cho mình bể sọ, nhưng anh lại không làm thế cho bẩn tay. Anh ném cho lão chiếc máy ghi âm lại tất cả những gì lão vừa thú tội. Thế là vì không muốn sống những ngày còn lại ăn cơm nhà nước, nên lão đã đổ thuốc độc vào rượu và chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Khi Bam đến nhà tìm lão thì đã thấy lão với một khẩu súng trên tay. Bà ta chưa kịp phản ứng gì thì lão đã bóp cò. Về phần Bon, sau khi ra khỏi nhà lão giám đốc, anh đi đến một ga tàu và chuẩn bị sang Nga. Tuy nhiên do hình ảnh anh bị truy nã khắp nơi nên chỉ cần anh lộ mặt là tất cả các camera an ninh đã quét được khuôn mặt của Bon. Thế là khi Bon chưa kịp ngồi nóng đít thì anh đã bị để ý. Khi biết anh bắt tàu sang Nga, Bam đã gọi ngay cho lực lượng an ninh ở Moscow. Khi Bon vừa bước chân xuống tàu và lên xe taxi rời đi thì cảnh sát Nga đã ập đến để truy bắt anh. Lúc này tay sát thủ giết hụt Bon cũng được lệnh lần theo dấu vết Bon để truy sát anh. Bon đến địa chỉ nhà của Nesky để tìm gặp cô con gái của ông ta. Khi Bon đến nơi, anh dặn tài xế đợi mình rồi đi vào hỏi thăm. Nhưng theo lời hàng xóm thì cô gái đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Sau khi Bon có được địa chỉ mới của nhà cô gái thì cũng là lúc anh phát hiện ra chiếc taxi đợi mình đã chạy mất. Linh cảm có chuyện không lành, Bon liền lập tức rời đi. Khi anh đi xuống một con đường gần đó thì tay sát thủ đã nhìn thấy bóng dáng Bon. Hắn liền nổ súng nhưng chỉ bắn trúng vai Bon. Đúng lúc hắn định ra tay phát thứ hai thì cảnh sát Nga ập đến. Họ tưởng hắn là Bon nên bao vây và tước vũ khí của hắn. Đến khi họ đối chiếu ảnh truy nã thấy không đúng mới thả hắn ra. Vì bị thương nên Bon phải vào cửa hàng tiện lợi mua vài thứ cần thiết để băng bó vết thương. Thế nhưng vào đến đây anh cũng bị tên sát thủ đánh hơi thấy và đuổi theo sau. Không những thế, bên ngoài cảnh sát cũng đang truy lùng anh gắt gao. Có được vài thứ cần thiết trong tay, Bon liền chạy ra ngoài. Bon buộc phải cướp một chiếc taxi để tẩu thoát, nhưng chính hành động đó của anh đã đánh động cảnh sát. Thế là hàng chục xe cảnh sát lập tức bám đuôi Bon. Tên sát thủ thấy thế cũng ăn hôi, hắn cũng cướp luôn chiếc xe bên đường của một người dân Nga để lấy phương tiện đi lại. Vậy là có một mình Bon bị truy đuổi bởi một đoàn quân triều đình và những kẻ ăn hôi. Cuộc truy đuổi khắp các con phố và nhiều tuyến đường gây ra hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn. Dù chỉ có con xe second hand, nhưng Bon có bằng lái lụa nên anh không sợ một con thằng nào hết. Đuổi nhau nửa ngày đến lúc sắp hết xăng thì tay sát thủ đã đuổi kịp Bon. Hắn định chơi chiến thuật lấy thịt đè người, dùng con xe của mình ép nát xe của Bon. Thế nhưng tuy anh nhỏ mà anh có võ cả đấy, Bon cũng không chịu lép vế. Anh lái xe lượn lách đánh võng hết bên này đến bên khác. Cuối cùng Bon chơi một cú chót. May mắn cú va chạm đó Bon được ông bà gánh nên anh không bị thương quá nặng, vẫn có thể xuống xe được. Bon đi đến chiếc xe của tên sát thủ thì đã thấy hắn được nhận suất đất dưới chỗ anh Diêm Vương nên anh cũng lặng lẽ bỏ đi. Sau đó cảnh sát Nga cũng cho người bắt tên đứng sau thuê hắn ám sát Bon. Sau đó tại một căn nhà của con gái Nesky, sau khi trở về nhà, cô đã gặp Bon ở đây. Anh đã tìm ra địa chỉ nhà của cô gái và chờ ở đây. Mục đích đến đây lần này của anh là để cho cô gái biết sự thật về cái chết của bố mẹ mình. Không phải mẹ cô ra tay giết chồng rồi tự sát, mà chính anh là kẻ thực hiện hành vi đó. Bon nói rằng đó là một nhiệm vụ đầu tiên mà anh phải thực hiện. Anh chỉ làm nó vì mệnh lệnh của cấp trên. Người anh định giết là bố cô, nhưng vợ ông ấy đột ngột xuất hiện khiến kế hoạch thay đổi, anh buộc phải làm thế. Nói rồi Bon xin lỗi cô gái và rời đi. Sau đó anh gọi cho Bam để hỏi tại sao bà ấy vẫn tìm mình. Nhưng Bam nói rằng bà ấy đã có được cuộn băng và toàn bộ sự thật đã được làm sáng tỏ. Bà nợ anh ấy một lời xin lỗi. Bây giờ Bon đã có thể tự do sống cuộc đời của mình. Sau khi ra khỏi nhà, cô gái Bonner vẫn bị cảnh sát Moscow truy lùng gắt gao. Anh chạy vào một nhà vệ sinh công cộng và sơ cứu vết thương cho mình. Nhưng sau khi bước ra, anh vẫn bị một cảnh sát Nga bắt gặp.
Nhưng anh chàng ngang ngố này không phải là đối thủ của Bonner, nên sau khi dọa cho anh chàng một phen tè ra quần, thì Bonner cũng rời đi mất hút. 6 tuần sau đó, tại cục tình báo ở quốc gia ở Virginia, những người đứng đầu cơ quan đang nghe một đoạn phim mà Bonner gửi tới. Đó là đoạn mà giám đốc chiến dịch Ward đã thú tội với Bonner về những gì mà ông ta đã làm. Những người ở đó lo ngại rằng Bonner là một thành phẩm nguy hiểm và anh ta đang chuẩn bị quay lại cho mọi người vào nổi như Ward. Tuy nhiên, Pam lại không cho là vậy. Cô nghĩ rằng Bonner chỉ đơn giản là đi tìm lại ký ức của mình, nhưng những lời cô nói không thuyết phục được họ. Họ quyết định cho Bonner vào danh sách đen cần truy tìm và tiêu diệt. Lúc này, ở một diễn biến khác, một nhà báo người Anh nổi tiếng là Rhodes, với nhiều phóng sự vạch trần chiến dịch bẩn thỉu của Jackson, đã đến gặp người đưa tin của mình và nói chuyện với Bonner, nhân vật chính của chiến dịch. Lúc này, sau khi rời khỏi Nga, Bonner đã đến Pháp và tìm đến nhà anh trai Maria và thông báo với anh ta rằng em gái của anh ta đã bị bọn nào đó sát hại, nó có liên quan trực tiếp đến bản thân mình và anh sẽ tìm ra kẻ đó. Về phần tay người báo người Anh, Rhodes anh ta vừa đi vừa gọi điện thoại cho người đưa tin của mình và anh ta đã nhắc đến cái tên Blackbeard. Cụm từ này vô tình đã lọt vào hệ thống truy tìm toàn cầu của CIA và nó nhanh chóng được thông báo lên cấp trên. Sau khi nghe được thông tin, ngay lập tức giám đốc cơ quan tình báo CIA đã cho họ hỏi lại và ra lệnh cho họ tìm kiếm tất cả thông tin liên quan đến Rhodes. Ông ta nghĩ rằng nếu tìm ra được Rhodes thì có thể tìm ra được người đã cung cấp thông tin cho anh ta để viết những bài báo gần đây về chiến dịch Jackson. Lúc này Bonner cũng đã đến được Paris. Anh vô tình đọc được tờ báo có bài viết của Rhodes và Maria, thậm chí là cả những bí mật về chiến dịch Jackson. Ngay lập tức anh đã gọi điện cho Rhodes để hẹn gặp anh ta ở một ga tàu. Hiện giờ Rhodes cũng đang nằm trong diện theo dõi của CIA. Mặc dù họ không biết Rhodes đang gọi cho ai, nhưng khi thấy anh ta rời khỏi văn phòng thì ngay lập tức người của CIA đã được gửi đến để theo dõi hành tung của Rhodes. Giám đốc hiện tại của CIA là Sandy đã hạ lệnh cho người của mình theo dõi Rhodes, vì dù sao Jackson hay Blackbeard là những chiến dịch đen tối mà CIA đang muốn bưng bít. Hễ ai biết được về nó thì người đó có thời gian sống chỉ tính bằng ngày. Ngay sau đó một sát thủ đã được cử đến để bám sát mục tiêu và ra tay khi có lệnh. Rhodes lúc này đã đến được nhà ga, nhưng anh ta đang trong tầm ngắm của rất nhiều mục tiêu. Tuy nhiên với sự hướng dẫn của Bonner, anh ta đã thoát được những mục tiêu đầu tiên. Nhưng hiện giờ người của CIA đã theo dõi Rhodes qua hệ thống camera khắp nhà ga, vì vậy việc thoát khỏi sự truy đuổi của họ là điều không dễ dàng. Quá trình truy đuổi và chạy trốn là một cuộc đấu trí giữa hai bên không hề tương xứng về lực lượng. Bonner vừa phải kiểm soát để mình không lọt vào tầm ngắm của CIA, vừa phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Rhodes là điều không hề dễ dàng. Phía CIA vừa phải truy tìm Rhodes giữa biển người, vừa phải tìm xem anh ta có liên lạc bí mật với ai trong biển người đó không cũng là một thử thách không hề nhỏ. Đã nhiều lần Rhodes suýt chút nữa là rơi vào tay của bọn chúng, nhưng được Bonner kịp thời ứng cứu nên cái mạng của anh ta đã giữ lại được. Cuối cùng Bonner dặn Rhodes đứng ở trong còn anh ta sẽ ra ngoài để thám thính tình hình, khi nào ổn thì anh ta sẽ ra hiệu. Thế nhưng Rhodes lại không nghe lời và thế là khi anh ta vừa lộ diện thì đã bị sát thủ hạ ngay tại cửa. Bonner biết mình sẽ là mục tiêu thứ hai của tay sát thủ nên anh đã nhanh chóng chạy lại cho Rhodes, lấy đi số giấy tờ của anh ta rồi lại hòa vào đám đông mà mất hút. Khi người của CIA đến nơi thì Bonner cũng đã lặn mất tăm. Lúc này Sandy mới nhận ra người đã hướng dẫn Rhodes không ai khác chính là Bonner. Ông ta ra lệnh cho sát thủ tiêu diệt luôn Bonner nhưng đã quá muộn vì anh đã bốc hơi khỏi đây. Sau khi có được số giấy tờ của Rhodes, Bonner lần theo những gì anh ta viết và đánh dấu trên tờ giấy. Bonner đã tìm ra một người tên là Daniel và biết được rằng địa chỉ nhà của anh ta. Về phần Daniel, sau khi hay tin Rhodes bị hạ gục tại nhà ga, anh ta đoán trước ra sau mình cũng bị lộ nên đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc 36 kế chuẩn là thượng sách. Tại cục tình báo lúc này, sau khi sổng mất một lúc hai con mồi, Sandy giám đốc của chiến dịch đã không thể ngồi yên được nữa. Ông ta quyết định tìm đến Pan để mời cô về làm việc cho mình. Sau đó, mặc dù họ không có tài liệu và thông tin của Rhodes như Bonner, nhưng nhờ mạng lưới tình báo khắp nơi và những bậc thầy công nghệ nên rất nhanh sau đó CIA cũng đã tìm ra được người cung cấp thông tin cho Rhodes chính là Daniel. Người này trước đây cũng từng hoạt động trong cục tình báo ở Madrid. Ngay lập tức hai đặc vụ đã được cử đến để đi tìm người này. Khi hai thanh niên vừa đến nơi thì cũng là lúc Bonner đã ngồi ở trong nhà rồi. Thấy có biến, Bonner đoán chắc đó là người của CIA nên anh đã giăng bẫy trước. Khi con mồi xuất hiện, Bonner lợi dụng ánh sáng chập choạng và chiếc bẫy tự chế của mình đã hạ được hai gã. Thông qua thiết bị theo dõi từ xa, Sandy biết người của mình đã bị Bonner thịt nên đã điều ngay một đội đặc nhiệm đến đây để hỗ trợ. Một lúc sau, bất thình lình một người lại xuất hiện tại căn hộ và người đó không ai khác chính là Nikki, người quen cũ của Bonner, người từng có mặt trong trận chiến của Jackson. Đúng lúc Bonner chĩa súng vào Nikki thì điện thoại bàn kết nối với CIA. Nikki không dám nói rằng Bonner chưa đi khỏi đây, nhưng sau khi báo cáo tình hình tại hiện trường, cô được Pam chuyển đến một thông báo để ngầm nói cho Bonner biết rằng hiện giờ CIA đã truy lùng anh ta vì có người cho rằng anh vẫn là mối nguy hại của họ. Nếu họ làm rõ được Bonner không liên quan gì đến chuyện này thì anh sẽ được tự do. Thế nhưng Sandy lại không đồng tình với điều đó, ông ta vẫn nhất quyết cho rằng Bonner có liên quan đến chuyện này và anh vẫn là mối nguy hiểm với mọi người ở CIA. Liệu rằng Sandy có gì giấu giếm, ông ta đã làm gì mà giờ lại sợ Bonner như vậy? Mời các bạn xem tiếp bộ phim. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Nikki đã chỉ cho Bonner chiếc xe của mình và địa chỉ hiện giờ của Daniel. Cả hai ngay lập tức rời khỏi nhà của Daniel và khi họ vừa đi thì người của Sandy cũng vừa tới. Với khả năng lẩn trốn thoát ẩn thoát hiện của Bonner đã nhanh chóng thoát khỏi đám người của CIA cử tới. Một lần nữa bị mất dấu, Bonner khiến Sandy như bị ong đốt đít.
ông ta lập tức phát lệnh tiêu diệt Bonner ngay lập tức không cần lệnh. Thấy biểu hiện lạ của Sandy, Pam không hiểu ông ta có chuyện gì mà muốn nhất quyết tiêu diệt Bonner. Cuối cùng, với sự gặng hỏi của cô, Sandy đã phải nói ra sự thật về chiến dịch Blackbeard. Trước đây, nó vốn là một phần của chiến dịch Cheston, nhưng hiện giờ nó đã bao trùm tất cả những kế hoạch đen tối của CEI, bao gồm giết người, lấy cắp thông tin. Và Daniel là người phụ trách toàn bộ hoạt động này ở Nam Âu và Bắc Phi, nên anh ta mới biết nhiều thứ. Và chính anh ta là kẻ cung cấp tin cho Rose. Hiện giờ nếu không bắt được Daniel hoặc Bonner, thì hai người đó sẽ gặp nhau và những gì Daniel biết cũng đồng nghĩa với việc Bonner biết. Đó là lý do vì sao ông ta muốn tiêu diệt Bonner để phòng hậu họa. Lúc này, Bonner và Nikki đã đến một quán cà phê, đợi giờ lên tàu đi đến chỗ của Daniel. Nikki không hiểu vì sao sau chuyện lần trước anh vẫn xuất hiện ở đây và chịu sự truy lùng của CEI. Bonner nói rằng anh vẫn chưa lấy lại được ký ức và chỉ nhớ chính Daniel là người đầu tiên đưa anh vào chiến dịch cùng với một người đàn ông. Nhưng hiện giờ anh cũng không biết bản thân mình đóng vai trò gì trong chuyện này. Nikki nói theo những gì cô biết được từ Daniel thì anh thuộc một chương trình thử nghiệm những người lính trước khi đưa vào chiến trường và anh là thử nghiệm đầu tiên. Còn sau đó xảy ra chuyện gì cô cũng không rõ. Lúc này đột nhiên xuất hiện nhân viên cảnh sát khiến họ phải lập tức rời khỏi đó và lên đường. Bên này CI cũng đã lần ra được manh mối của Daniel. Hiện giờ ông ta đang ở Maroc. Để cầm chân Daniel, Sandy đã gọi điện cho ngân hàng, yêu cầu họ dừng chuyển khoản cho Daniel đến khi có người của CI tiếp cận được chỗ của ông ta. Lúc này Bonner và Nikki cũng đã đến được gần chỗ của Daniel. Họ dùng phần mềm để thâm nhập vào khách sạn nơi ông ta sống nhưng lại bị bức tường lửa của CI ngăn chặn. Vậy là cả hai đổi hướng sang thâm nhập vào điện thoại của kẻ ám sát được CI cử đi để khử Daniel. Từ đó theo dõi người này, thông qua người này họ có thể ngăn chặn âm mưu của CI. Họ thâm nhập vào hệ thống của CI và gửi hướng dẫn đến cho tay sát thủ để tên này đi chạch hướng. Nhờ vậy họ sẽ có thời gian để cứu Daniel. Nikki đưa cho hắn một lệnh đó là họ sẽ đưa một chiếc điện thoại mới cho tên này vì chiếc kia không còn an toàn. Nhờ có vậy Bonner đã phát hiện ra kẻ nào là sát thủ. Anh lập tức đuổi theo hắn. Việc Nikki xâm nhập vào hệ thống an ninh của CI làm trạch hướng điều tra cũng khiến Sandy nghĩ rằng cô là kẻ hai mang. Thế là ông ta cũng lập tức phát lệnh cho sát thủ sau khi tiêu diệt Daniel thì thủ tiêu luôn cả hai người họ. Lúc này Daniel sau khi có được tiền, ông ta đã rời khỏi khách sạn. Nhưng khi Bonner biết được hành tung của hắn và muốn ngăn chặn âm mưu giết Daniel thì lại không kịp. Anh thấy sát thủ ném chiếc túi xuống dưới đất thì bên trong là bom. Nhưng khi anh ngăn cản không cho Daniel tiến lại gần chiếc túi thì mới phát hiện ra trong đó không có bom. Bom được đặt cách chiếc xe máy của hắn và chiếc xe máy lại gần ngay chiếc ô tô của Daniel. Thế là bùm, vụ nổ không chỉ hóa kiếp Daniel mà còn khiến cho Bonner bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh lại thấy tình hình nguy hiểm, Bonner lập tức thò luôn chiếc xe mô tô của người dân bên đường để tẩu thoát. Anh bay như chim trong một hẻm nhỏ trên cao, từ đó chạy mất hút con mẹ hàng lươn. Thế nhưng hành động ngầu lòi này của anh lại bị mấy anh lính triều đình để ý và lập tức đuổi theo sát đít. Bonner biết sát thủ hiện giờ sẽ đến tìm Nikki nên anh đã nhanh chóng lái xe đến tìm cô. Quả nhiên Bonner đoán không nhầm, sát thủ sau khi thanh toán được Daniel, hắn đi tìm Nikki. Bản thân cô cũng biết từ khi đi cùng với Bonner cũng là lúc cô chịu sự truy lùng của CI. Nikki lợi dụng đám đông và trà trộn vào đó để mong rằng mình sẽ thoát được hắn. Nhưng tay sát thủ này không chỉ nhanh chân, nhanh mắt mà cái mũi còn thính hơn cả cờ hó. Nên dù Nikki có đi hướng nào thì hắn cũng lần theo được. Bên này Bonner vẫn bị mấy anh lính triều đình Maroc bám theo không rời. Bonner vừa phải thoát khỏi sự truy đuổi của họ, vừa phải tìm ra tung tích hiện giờ của Nikki để đến hỗ trợ cô. Để ngăn cản đám lính triều đình, Bonner đã nhặt một vật liệu dễ nổ bên đường, sau đó ném luôn vào bếp lửa bên cạnh nhằm tạo ra vụ nổ, từ đó kìm chân họ lại. Chạy được một đoạn, Bonner lại bị hai anh cảnh sát hỏi thăm sức khỏe, nhưng Bonner nhanh tay hạ gục hai anh, còn mượn luôn của một anh khẩu súng ngắn rất lưng. Đoạn sau, Bonner leo lên nóc nhà, từ đó quan sát thấy tay sát thủ. Anh biết chắc chắn rằng Nikki cũng ở không xa đâu đây. Thấy Nikki có khả năng sắp gặp nguy hiểm, Bonner anh chạy nhanh như bay, tóm lấy hai mảnh quần áo làm bảo hộ, bay qua các tòa nhà tiến gần đến chỗ Nikki. Bên này Nikki đã ra khỏi đám đông, cô đi vào một hẻm nhỏ mà không biết rằng đây là hẻm cụt. Nikki bắt đầu lo lắng, cô tìm cách mở một cánh cửa, nhưng hầu như tất cả các cánh cửa ở đây đều bị đóng chặt. Sát thủ lúc này đã lắp súng giảm thanh, hắn là một tên rất giỏi, vì vậy nếu như Nikki không nhanh chân, cô có thể sẽ là nạn nhân tiếp theo. Rất may mắn một lúc sau, Nikki đã tìm được một cánh cửa và cô đã nhanh chân chui vào trong chạy lên tầng cao nhất. Lợi dụng tên sát thủ không để ý, cô nhảy sang tòa nhà bên cạnh. Tuy nhiên hành động này đã tố cáo cô, vậy là tên sát thủ nhanh chân đã đuổi theo. Bonner đến từ xa trông thấy tất cả nhưng Bonner còn ở quá xa họ. Để rút ngắn khoảng cách, Bonner quyết định làm khách không mời của những căn hộ bên dưới. Anh lao qua hết căn hộ này đến căn hộ khác, khiến cư dân ở đây chưa kịp định thần thì khách đã biến mất. Khi Nikki đã chuẩn bị nằm trong tầm ngắm của sát thủ thì cũng là lúc Bonner như một vị thần bảo hộ của cô xuất hiện. Bonner lao đến quyết đấu với sát thủ. Nikki thấy thế cũng lao lên áp dụng chiến thuật giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh. Nhưng sau đó cô nhanh chóng bị hắn ta một cước bất tỉnh. Bonner xông lên anh liên tục tung cước về phía đối phương, nhưng tên này cũng không kém cạnh chống trả quyết liệt. Cả hai không có vũ khí trong tay lập tức áp dụng chiến thuật thành gióng nhổ tre đánh giặc. Cả hai vơ được thứ gì là phang luôn từ đó. Cuối cùng Bonner đã dùng một chiếc khăn xiết cổ được tay sát thủ và cho hắn đi nhận cát xê ngay trong nhà vệ sinh. Sau đó Bonner đã dùng điện thoại của sát thủ lấy danh nghĩa hắn để báo tin về cho Sandy biết rằng mục tiêu đã bị hạ. Sandy nghe thế thì mừng như thú ông được mùa, nhưng ông ta không phải là trẻ con dễ dụ. Ông ta ra lệnh cho người của mình đi xác nhận thông tin nhưng cái chết mới yên tâm được.
Nhưng sau đó Jenny báo tin cho cục trưởng biết về việc Bono đã ngủ. Ông này nói với Jenny rằng cần bảo mật mọi thứ và cả hai nói đến việc đưa Bam vào vụ này. Nếu cuối cùng mọi chuyện bung bét thì chúng sẽ đổ mọi tội lỗi lên cho Bam và truyền luôn. Trong khi Jenny tưởng rằng Bono đã chết thì anh và Nicky đã đến một nhà trọ an toàn. Tại đây Nicky đã nhuộm đen mái tóc của mình để có thể dễ dàng trốn thoát hơn. Vì cô biết hiện giờ không chỉ có Bono mà chính bản thân mình cũng bị chúng truy đuổi. Bono không muốn Nicky vì mình mà gặp nguy hiểm nên đã khuyên cô không nên đi theo anh nữa. Nó quá nguy hiểm cho một cô gái như cô. Nghe lời khuyên của Bono nên hôm sau anh đã đưa cô đến trạm xe buýt và hai người tạm biệt nhau từ đây. Khi chỉ có một mình, Bono dễ dàng hành động hơn. Anh mua chuột quản lý nhà xác và đến tìm những gì còn sót lại sau cái chết của Daniel. Tại đây anh tìm thấy một mẩu giấy cháy dở ở trong đó có địa chỉ cơ quan tình báo CIA ở New York. Bono lập tức theo địa chỉ đó đi tới. Lúc này tại cơ quan tình báo, Bam đã được cấp dưới của mình thông báo một tin khẩn rằng có một người sử dụng hộ chiếu với tên là David và tên này chính là một trong những hộ chiếu của Bono. Bam biết rằng có thể đây chính là cách mà Bono muốn liên lạc với cô. Thế là Bam cũng dùng cách thức bí mật để liên lạc lại với Bono. Sau đó không lâu thì Bono đã tìm đến địa chỉ mà anh có thể kiểm tra vật dụng còn lại của Daniel. Bono đứng từ xa dùng ống nhòm nhìn thấy Bam và Sandy. Anh nhìn thấy Sandy đang cất giữ một tập tài liệu bí mật trong két sắt. Phòng to kích thước thì Bono biết được rằng đó chính là tài liệu liên quan đến mình. Anh muốn biết bên trong đó có chứa thông tin gì, vì vậy Bono đã lên một kế hoạch. Đầu tiên Bono gọi cho Bam, cuộc gọi này rất nhanh chóng bị Sandy phát hiện ra. Ông ta cho người theo dõi cuộc gọi và phát hiện ra cả hai đang nói chuyện về chiến dịch Cheston. Trong cuộc nói chuyện này, Bam còn nói cho Bono tên thật cũng như ngày sinh của anh. Thế nhưng giữa hai bên còn nhiều điều chưa giải quyết hết, vậy là Bono đã yêu cầu gặp mặt Bam trực tiếp. Sandy bị cơn khát giết người làm lóa mắt nên khi nghe như vậy, ông ta lập tức cho người theo dõi Bam và ra lệnh khử Bono. Không lâu sau đó, Bono đã gửi cho Bam địa chỉ bằng tin nhắn. Việc này càng khẳng định rằng giữa cả hai đang có điều gì bí mật. Thế là tất cả những người thuộc CIA đã huy động để diệt trừ Bono. Tuy nhiên khi cả bọn đang mải miết theo dõi Bam mà không hề hay biết rằng tất cả đã bị Bono xỏ mũi. Phải đến khi Bono gọi điện cho Sandy thì ông già này mới biết rằng mình đã trúng kế điệu hồ ly sơn của Bono và Bam. Ông ta lo lắng cho tập hồ sơ của mình sẽ rơi vào tay của Bono nên lập tức ra hiệu cho lính quay lại văn phòng. Nhưng mọi sự đã muộn khi Bono đã vơ vét sạch. Sandy tức cay dài nhưng cũng chỉ biết nghiến răng kèn kẹt chứ làm gì được bây giờ. Cái ông ta cay cú hơn đó chính là bị chính người của mình đâm sau lưng, đó là Bam. Mãi sau này ông ta mới nhận ra ngày sinh mà Bam nói với Bono không phải là thật mà đó là một địa chỉ ở phía đông thành phố tại số 17 để chờ Bono. Lúc này Bam nghe tin Bono vào văn phòng và quét sạch đám hồ sơ của Sandy thì cô ta lập tức cùng cộng sự của mình đến phía đông thành phố. Mặc dù Bono đã thoát khỏi văn phòng của CIA nhưng hiện giờ anh đang bị phát lệnh truy nã nên sự có mặt của anh ở bất cứ mọi nơi trong phạm vi 4 km đều rơi vào tầm ngắm của CIA. Bono lúc này chẳng khác nào cá trong chậu, anh bị bao vây tứ phía. Rất nhanh chóng họ đã phát hiện ra tung tích của Bono. Trong tình huống nguy cấp, Bono đã đập vỡ cửa kính xe, anh khởi động chiếc xe và lao thẳng nó về phía trước, tạo thành một cú va đập mạnh khiến chiếc xe đằng sau bát bét. Sau đó anh thực hiện một hành động điên rồ, đó là lao cả con xe xuống nóc tòa nhà. Dù con xe không còn nguyên hình nhưng may mắn Bono được các cụ gánh còng lưng nên anh vẫn không hề hấn gì. Sau đó Bono chui ra khỏi xe và bắn thủng lốp xe của kẻ truy đuổi mình. Đúng lúc này cảnh sát New York xuất hiện, Bono giả vờ giơ tay đầu hàng. Đúng lúc đó tên sát thủ nổ súng về phía Bono nhưng lại gặp sự phản ứng của cảnh sát New York. Thế là nhân cơ hội đó Bono nhảy lên một chiếc xe cảnh sát gần đó tẩu thoát. Lúc này tại văn phòng CIA, bọn họ cũng truy ra được sinh nhật mà Bam nói với Bono, thực chất chính là một khu huấn luyện của CIA, nơi mà trước kia anh đã từng làm việc. Nghe được tin đó, Sandy lập tức cùng người của ông ta đi đến địa điểm mà họ mới tìm được. Vì Bono trơ trội đã đi xe cảnh sát lại còn hú còi inh ỏi nên anh không thể nào thoát khỏi họ được. Và để kìm chân đám người theo đuổi mình, Bono đã tạo ra những vụ tai nạn liên hoàn. Sau đó anh vừa lái xe vừa chui ra khỏi cửa kính bắn về phía những chiếc xe đang bám đuôi. Có lẽ Bono không chỉ có nghiệp vụ giỏi mà phá hoại cũng là số 1. Không lâu sau, chiếc xe của Bono đã bị anh cho nát như sơ mướp. Lúc này gã sát thủ được Sandy cử đi thủ tiêu Bono cũng đã áp sát xe của Bono. Anh biết rằng con xe nát của mình sẽ không trụ được bao lâu, chắc chắn gã sát thủ này sẽ dùng xe của hắn để bẹp xe của anh. Vì vậy Bono đã giữ chặt dây an toàn chờ đón cú đâm trực diện. Nhưng Bono đã có sự chuẩn bị từ trước nên anh không hề ấn gì, còn tên sát thủ kia thì chỉ còn thở thoi thóp. Bono không muốn thừa nước đục thả câu mà giết đối phương nên anh đã tha cho hắn một mạng. Khi Bono rời đi cũng là lúc Sandy nhận được tin sát thủ đã không thể giết chết Bono. Thế là ông ta lập tức gọi điện cho tay tiến sĩ phụ trách nơi này, nói rằng Bono sẽ tìm đến chỗ của ông ấy. Cục trưởng nghe vậy cũng không hề tỏ ra hoang mang. Ông ta nói rằng đây chính là nhà của Bono, hãy để cho anh ta được trở về nhà của mình. Và ông ta sẽ tìm cách giữ chân Bono cho đến khi Sandy xuất hiện. Khi Bono đến khu huấn luyện, tại đây anh đã gặp lại Bam và đưa cho cô tất cả những tài liệu mình lấy được từ chỗ Sandy. Về chiến dịch Breakbeard, Bam muốn anh đi cùng mình nhưng Bono đã từ chối. Anh đến đây để tìm lại sự thật về mình. Vậy là hai người đã chia tay. Đúng lúc này thì Sandy xuất hiện. Ông ta nhìn thấy Bam nên lập tức đuổi theo. Bam mang theo số tài liệu mà Bono đưa cho mình chạy vào một căn phòng không có ai. Cô sử dụng máy gửi tin và gửi tất cả số tài liệu đó cho cơ quan tối cao. Đến khi Sandy vào nơi thì Pam chỉ tặng cho ông ta một câu: ông hãy chuẩn bị cho mình một luật sư giỏi nhất trước tòa.
Về phần Bonu, anh đã tìm đến khu huấn luyện và ở đây anh gặp lại được tay tiến sĩ người trước kia đã trực tiếp phỏng vấn và ký quyết định cho Bonu tham gia chiến dịch. Lúc này những ký ức của anh cũng bắt đầu trở lại một cách rời rạc. Gã tiến sĩ nói rằng ngày trước anh chính là người đồng ý tham gia chiến dịch này để cứu người và chấp nhận sau chiến dịch có thể sẽ không còn nhớ nổi mình là ai. Tuy nhiên Bonu nhận ra rằng bọn chúng làm vậy thực chất là chỉ lừa dối anh, biến anh trở thành công cụ giết người cho chúng dưới danh nghĩa cứu người phục vụ đất nước. Mặc cho hắn ta thao thao bất tuyệt về mớ lý thuyết nào là chấp thuận, nào là tự nguyện, nào là hy sinh để bảo vệ tổ quốc, Bonu nghe không lọt tai. Anh đi dần ra cửa và đúng lúc đám người truy đuổi xông vào, Bonu đã lao mình ra cửa sổ chạy xuống bên dưới. Thế nhưng chạy chưa được bao lâu anh đã bị tay sát thủ mà trước đó mình từng tha mạng chặn đường. Không biết lúc này Bonu có hối hận vì từng mềm lòng với hắn không? Tay sát thủ hỏi Bonu tại sao lúc đó anh lại tha cho hắn. Bonu không nói nhiều mà anh chỉ hỏi hắn rằng hãy nhìn lại cả hai xem họ đã trở thành công cụ giết người của bọn chúng như thế nào. Nói rồi Bonu quay lưng chạy đi mất hút. Khi anh lao mình xuống dưới sông từ tòa nhà mười mấy tầng, cũng là lúc mà Sandy xuất hiện phía sau và bắn về phía anh. Mấy ngày sau đó chính phủ họp với những bằng chứng được Pam đưa ra thì Sandy và gã tiến sĩ đã bị bắt về để đưa về điều tra về chiến dịch ám sát của bọn chúng. Tin tức Bonu rơi xuống sông được phát lên TV và tình cờ Nikki cũng biết được. Nhưng khi cô biết người ta đã mò 3 ngày cũng không vớt được cái xác nào, bất giác Nikki mỉm cười vì hơn ai hết cô hiểu Bonu không dễ dàng chết như vậy được. Trên một chuyến tàu điện ngầm, một người phụ nữ bỗng hét lên thất thanh khi thấy người phụ nữ ngồi trước mặt mình máu chảy ra khỏi mũi và cô ta đã ngỏm. Từ bao giờ mà không ai biết, sau đó là liên tiếp những người khác cũng đăng xuất như cô ta và tất cả đều chết khá giống nhau. Điều đặc biệt là người ta không tìm ra bất kỳ ai khả nghi xuất hiện xung quanh hiện trường. Vậy lý do nào khiến họ đột tử nhanh như vậy? Hung thủ thực sự là ai? Liệu đằng sau những cái chết đó có ẩn chứa âm mưu gì khác không? Thì mời các bạn đến với bộ phim mang tên The Bond Legacy 2012. Tại một thác nước lạnh lẽo ở Alaska, nam chính của chúng ta là Aaron đang khổ luyện trong làn nước lạnh băng. Sau khi hụt lặn một vòng anh ngoi lên khỏi mặt nước và sưởi ấm bằng đống lửa đã đốt trước đó. Đêm đến Aaron ở lại trong hang và anh phải vất vả chống lại sự hỏi thăm của đàn sói rừng. Anh chính là một thành viên trong cuộc thử nghiệm của kia về khả năng chịu đựng của con người trước những môi trường khác nhau. Tại đây hàng ngày anh phải uống 2 viên thuốc, một loại màu xanh lam, một loại xanh lục. Đó là những loại thuốc có tác động đến dây thần kinh của người dùng. Họ bắt buộc phải dùng loại thuốc này mỗi ngày. Sau đó là lấy máu của chính mình để vào những chiếc ống nghiệm để người ta đến thu về kiểm tra, đánh giá. Nhưng do tối hôm qua phải đánh nhau với bầy sói nên thuốc của Aaron đã bị rơi xuống vách núi, nên anh buộc phải đi tìm trạm liên lạc để lấy thuốc. Aaron đi theo bản đồ có trong tay, anh nhảy xuống một khe núi, sau đó lại trèo lên một vách núi cao dựng đứng nơi mà chỉ cần sẩy chân một chút là bạn có thể đi gặp ông nội của mình. Cuối cùng Aaron đã đến được một khu vực theo anh nghĩ là sẽ có trạm liên lạc để báo cho người ở đó biết sự xuất hiện của mình. Aaron đã bắn 3 phát súng tín hiệu. Quả nhiên không lâu sau đó một anh chàng tóc xoăn xuất hiện từ trên cây nhảy xuống. Aaron tưởng anh ta là người liên lạc, nhưng sau khi trở vào căn nhà gỗ của anh tóc xoăn thì Aaron phát hiện người này cũng là một thành viên trong chương trình thử nghiệm như mình. Anh tóc xoăn không biết vì sao Aaron lại đến đây. Anh chỉ có thể trình bày lại những gì mình vừa xảy ra và nói rằng đã hơn 32 tiếng anh chưa uống viên màu xanh lam rồi, anh cần uống nó trước khi quá thời hạn. Nghe vậy anh tóc xoăn cũng cho Aaron vào nhà, nhưng yêu cầu anh phải viết giải trình về việc để mất thuốc. Tối đó cả hai đã dùng bữa trong ngôi nhà gỗ, nhưng anh tóc xoăn vẫn không ngừng nghi ngờ Aaron có mục đích gì mới đến đây, chứ không phải chỉ đến để xin thuốc, cho nên anh ta không muốn nói chuyện quá nhiều với Aaron, sợ bí mật nào đó sẽ bị phát hiện. Trước khi đi ngủ, anh ta đưa cho Aaron một khẩu súng để anh có thể phòng vệ nếu bị chó sói tấn công. Đêm đó, khi ngủ trong căn nhà gỗ, Aaron nhìn lên trần nhà và thấy những cái tên được khắc trên những tấm gỗ. Trong đó có một cái tên khiến anh chú ý hơn cả, đó là Bond, người đầu tiên trong chiến dịch Keystone của kia. Ở một diễn biến khác, tại trung tâm tình báo kia, những người đứng đầu trung tâm và cũng là những người đứng đầu của các chiến dịch Keystone Backbreaker và các chiến dịch vô nhân đạo trước đó đang đứng ngồi không yên khi biết Bond sau khi bị truy bắt nhiều lần vẫn còn sống và đang nhởn nhơ ngoài kia. Thế là một cuộc họp được tiến hành để tìm cách thanh trừng Bond cũng như những người có liên quan đến các chiến dịch trước đó, thậm chí là những người đang thực hiện các cuộc thử nghiệm. Thế mới có cảnh ở đầu phim một đặc vụ trong thử nghiệm lần này. Ở đất nước Hàn Quốc xa xôi đã nhận được liều thuốc mới của mình, nhưng thay vì 2 viên thuốc màu xanh lam và màu lục thì lại là 1 viên thuốc màu vàng với liều dùng 8 ngày một viên. Dù có thắc mắc nhưng cô được trả lời rằng kia đang có kế hoạch thuyên chuyển họ sang một giai đoạn mới nên việc đổi thuốc là điều bình thường, mà không hề biết rằng tính mạng của họ đang bị đe dọa. Và không lâu sau đó, đặc vụ người Hàn cùng những đặc vụ khác lần lượt bị đăng xuất do cùng một cách thức chết như nhau, chỉ là ở vị trí khác nhau mà thôi. Lúc này Aaron định rời khỏi nhà gỗ của anh tóc xoăn, nhưng do có bão tuyết và tình hình thời tiết có vẻ chuyển biến xấu hơn nên anh phải tạm hoãn lại việc ra về của mình.
Thế nhưng một lúc sau, cả hai liền nghe thấy âm thanh của chiếc máy bay không người lái xuất hiện gần nơi ở của mình. Điều này không bao giờ xảy ra, cũng không phải nó đến để tiếp tế lương thực vì hôm qua họ mới nhận hàng, càng không phải là đến lấy mẫu máu vì họ mới gửi đi sáng nay. Linh cảm thấy có điều gì đó không lành, cả hai liền chia nhau ra để thám thính tình hình. Nhưng khi Aaron vừa ra khỏi nhà được một đoạn, anh chàng tóc xoăn mới đứng ở cửa, thì đột nhiên một quả tên lửa đâm thẳng vào ngôi nhà đánh sập nó trong tích tắc. Bản thân Aaron cũng bị bắn ra một đoạn. May mắn thoát chết, Aaron chạy như điên về phía trước, nhưng anh đã đoán ra được chúng sẽ không để yên cho mình, vì trong người anh đã được cái thiết bị định vị. Bên này, sau khi hạ được một mục tiêu chiếc máy bay không người lái định quay lại trung tâm, thì họ phát hiện ra vẫn còn một mục tiêu nữa đang hoạt động, thế là máy bay lại được cho quay lại. Để tạm thời thoát khỏi sự truy đuổi của chiếc máy bay, Aaron nhanh chóng lấy một chiếc đĩa sắt che lên đùi của mình, chỗ có gắn thiết bị định vị, sau đó anh lấy băng keo dán chặt lại, và mặc ngược lại chiếc áo khoác để tránh sự chú ý. Quả nhiên, việc làm của anh đã khiến tín hiệu bị mất, khiến bọn họ không xác định được mục tiêu. Lợi dụng thời gian đó, Aaron vác súng đến một địa điểm khá cao để quan sát. Anh lắng nghe tiếng động cơ và sau khi xác định được vị trí của nó, Aaron đã nhắm thẳng mà bóp cò. Quả nhiên là đặc vụ hàng đầu, nên sau hai phát súng được vang, nên chiếc máy bay không người lái đã bị hạ ngay lập tức. Thế nhưng Aaron vẫn không yên tâm vì anh biết thể nào chúng cũng quay trở lại nếu không tiêu diệt được anh. Một lúc sau, Aaron dùng dao nhịn đau rạch đùi của mình, lấy ra thiết bị định vị. Sau đó anh đến chỗ mà những con sói hay đi lại rồi ngồi đó, chờ sự xuất hiện của nó. Không lâu sau, một con sói đánh hơi thấy miếng mồi ngon, nó nhìn thấy Aaron, nhưng không hề sợ hãi. Anh cũng không chạy khi thấy nó. Con sói từ từ tiến lại vị trí mà Aaron ngồi, nó định biến anh thành bữa tối cho mình mà không biết rằng nó đang tiến vào bẫy của nam chính. Một lúc sau, con sói đã đến nơi. Nó vồ lấy Aaron nhưng không may đã bị mắc câu của người thợ săn. Con sói bị treo người lên cao cứ thế kêu ư Aaron, liền lấy thiết bị định vị nhét vào mồm nó. Sau một hồi vật lộn, anh cũng thành công đánh cháo số phận. Đúng lúc đó, chiếc máy bay không người lái xuất hiện. Sau khi nhận diện được định vị, nó chuẩn bị tấn công. Aaron nắm bắt được điều đó, thế là anh bỏ chạy thật nhanh để con sói đuổi theo mình. Và chỉ một đoạn ngắn, tên lửa đã đâm thẳng vào con vật. Vậy là tổ chức cứ nghĩ họ đã tiêu cả. Người đứng đầu chiến dịch thanh trừng này là North. Sau khi biết tất cả những người tham gia thử nghiệm đã không còn ai sống sót, mặt lúc đó mới giãn ra đôi phần. Về phần Aaron, sau khi thoát chết, anh trở lại căn nhà gỗ để tìm thuốc, nhưng tất cả đã bị vụ nổ làm hỏng hết, không thể dùng được. Bên này, những người đứng đầu kia sau khi loại bỏ được những thành viên của đội thử nghiệm, họ bắt đầu quay ra tính sổ Pam, nữ phó giám đốc chiến dịch. Họ cho rằng chính bà là người đã giúp đỡ Bon và giúp anh thoát khỏi sự truy bắt của kia. Không những vậy, Pam cũng là người biết nhiều bí mật về các chiến dịch mà những người biết quá nhiều thì không nên sống lâu. Ngoài Pam ra thì những người trực tiếp nghiên cứu tại phòng nghiên cứu ra các loại thuốc để thành viên đội thử nghiệm dùng cũng bị nhắm đến. Một hôm khi những nhà nghiên cứu đang làm việc thì bất ngờ một tiến sĩ là một trong số những nhà nghiên cứu ở đó lặng lẽ đi vào phòng thí nghiệm. Ông ta khóa trái tất cả các cánh cửa ra vào và giấu chìa khóa đi. Sau khi thấy mọi người không ai để ý, ông lấy liền rút súng ra tấn công mọi người, mặc cho mọi người cầu xin tha mạng, nhưng tiếng súng vẫn vang lên chói tai. Lần lượt các nhà khoa học bị ngã xuống, có người cố gắng tìm cách thoát thân nhưng cũng bị ông ta bắn bỏ. Lúc này nữ tiến sĩ Marta cũng nắm trong số đó. Cô lợi dụng ông ta không để ý liền chạy vào một căn phòng bên trong, dùng chiếc áo ngoài của mình buộc vào tay nắm cửa và giữ chặt. Khi hung thủ đi vào, cô cố giữ hết sức để ông ta không mở được. Thấy vậy, ông ta liền bắn vào cửa kính cường lực, đến lúc súng của ông ta gần hết đạn mới dừng lại. Lợi dụng điều này, Marta xông cửa bỏ chạy ra ngoài, nhưng cô vẫn bị ông ta đuổi kịp. Khi hung thủ chuẩn bị nổ súng vào người cô thì nhân viên an ninh cũng đã phá được cửa đi vào. Ông ta thấy vậy liền cho súng vào cầm mình và tự sát ngay sau đó. Cuộc tấn công bất ngờ khiến tất cả mọi người ở đó đều rất sốc và bất ngờ. Về phần Aaron, sau khi thoát chết, anh quyết định tìm đến bác sĩ mắt người mà trước đây trong những ngày đầu thử nghiệm anh vẫn được cô kiểm tra sức khỏe và phát cho loại thuốc này. Aaron nghĩ giờ chỉ có tìm mắt anh mới có được những loại thuốc đó. Thế là Aaron đi đến mộ bãi đậu xe và đến chiếc xe của mình. Ở đây anh lấy ra một ít tiền và một tấm hộ chiếu, sau đó bay đến Chicago. Lúc này Marta sau khi trải qua việc bị tấn công bất ngờ suýt đi gặp các cụ, lại phải chứng kiến đồng nghiệp đang xuất trước mặt khiến cô vô cùng hoảng sợ, nên được ở nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng vào ngày hôm sau, khi Marta còn đang ở nhà thì một chiếc xe xuất hiện. Hai người đi vào trong nhà, còn hai người đứng ngoài canh chừng. Một trong hai người đi vào nói với cô rằng họ là tiến sĩ tâm lý, đến đấy để giúp cô cân bằng lại cảm xúc sau khi vụ việc vừa xảy ra. Marta lúc này không tin ai hết nên cô không muốn nói chuyện hay chia sẻ với họ bất cứ điều gì. Cô nói rằng thay vì họ tìm đến đây cho mất thời gian thì tốt nhất hay nghiên cứu xem tại sao một tiến sĩ bình thường, một người bạn của cô lại trở nên mất kiểm soát, giết người hàng loạt rồi tự sát như vậy. Đó không phải là điều bình thường. Có thể ông ấy đã bị phơi nhiễm loại thuốc mà họ đang nghiên cứu. Đó là loại thuốc điều khiển hệ thần kinh của con người nên ông ấy mới bị như vậy. Tuy nhiên hai người này không quan tâm lắm đến những gì Marta nói. Việc đó khiến cô muốn nổi điên nhất là khi một người đàn ông tìm ra khẩu súng mà cô cất giấu kỹ lưỡng thì tinh thần Marta càng hoang mang cực độ. Sau khi giúp cô bình tĩnh lại, người phụ nữ nói rằng họ đến đây chỉ để giúp cô và bảo vệ cô khỏi nguy hiểm thì Marta mới chịu ngồi xuống nói chuyện. Thế nhưng đúng lúc đó cả hai người này đã khống chế cô
và bọn chúng lấy khẩu súng của Mata nhét vào tay cô rồi đưa lên đầu cô. Trong lúc Mata cố gắng vùng vẫy ra khỏi bọn chúng thì Aaron xuất hiện. Anh xông vào tấn công bọn chúng và giải cứu Mata. Hai kẻ bên ngoài thấy trong nhà nổ súng cũng vác súng xông vào. Aaron thấy vậy liền lao mình xuống tầng hầm của căn nhà, sau đó anh nhặt được một bình chữa cháy. Mata lúc này đã chạy lên lầu. Hai tên sát thủ lúc này đã gặp nhau, chúng ra ám hiệu cho nhau sẽ lên lầu sát hại cô. Aaron lúc này đã lấy bình chữa cháy làm một chiếc bẫy. Sau khi tên sát thủ đi tới, hắn liền bị trúng bẫy của anh. Nhờ thế mà Aaron đã bắt được hắn và tấn công dồn dập đến khi hắn ngỏm củ tỏi mới thôi. Hai sát thủ còn lại thấy đồng bọn của mình bị hạ một nửa liền chia nhau ra làm hai ngả. Một người tìm Mata, một người tìm Aaron. Lúc này Aaron đã chạy ra được bên ngoài. Anh dùng thân thủ của mình leo thoăn thoắt lên mái nhà, sau đó mở cửa sổ phòng áp mái leo vào trong. Đúng lúc đó nữ sát thủ đi vào đúng tầm ngắm của Aaron nên bị anh cho một viên kẹo đồng vào giữa giao diện. Sau đó anh tiến đến chỗ nấp của Mata. Cô có muốn sống không? Tôi đến đây để giúp cô. Nếu muốn sống thì hãy làm theo những gì tôi nói. Mata nhận ra Aaron là người trước đây cô đã gặp nên đã chấp nhận tin tưởng anh. Lúc này tay sát thủ vừa lên đến cầu thang, mát nhìn đồng hồ xác định bước đi của hắn, sau đó nổ súng để báo hiệu cho Aaron. Nhận được ám hiệu của người đẹp, Aaron nấp một chỗ và bắn thẳng về phía mục tiêu. Nhờ vậy họ đã hạ được tên cuối cùng. Sau khi giết được bọn chúng, Aaron hỏi Matt về loại thuốc mà anh đang uống, nhưng Matt nói mình không có, thậm chí cô không sản xuất nó. Dù Aaron không tin cho lắm nhưng anh lại không có thời gian để đôi co với cô. Cả hai phải rời khỏi ngôi nhà trước khi họ bị bọn chúng phát hiện. Trước khi đi, Aaron đã đổ xăng và cho Mata thiêu hủy căn nhà của mình. Lúc đó thông qua bộ đàm, Aaron nhận được cuộc gọi của một kẻ canh chừng từ xa. Anh không muốn cho hắn biết kế hoạch của chúng đã thất bại nên nói dối rằng chúng đang dọn dẹp hiện trường và sắp xong. Sau khi đốt cháy căn nhà, cả hai đã chạy xuyên rừng và đến địa điểm mà Aaron để chiếc xe của mình. Khi họ vừa đi thì cứu hỏa và cảnh sát cũng tới, nhưng cả hai không bị nghi ngờ gì cả. Aaron dặn Mata nếu có hai hỏi thì nói mình là Junko đang bị mất giấy tờ và nhờ bạn là James trở về nhà. Thế nhưng trên đường đi, Aaron không tin rằng Mata không có thuốc nên anh lại tiếp tục gặng hỏi cô một lần nữa về chuyện này. Mata muốn nổi điên vì thực sự cô không sản xuất loại thuốc đó, mà chỉ điều chế một loại virus để cấy vào những người tiến hành thí nghiệm thôi. Dù nói đến thế nhưng Aaron cũng vẫn có chút nghi ngờ, vì trong suốt 4 năm đó anh đã tận tay nhận thuốc từ Mata chứ không phải ai khác. Mata lúc này mới nói với anh rằng cô chỉ là người kiểm soát virus trong phòng thí nghiệm, còn thực tế việc cấy nó phải thực hiện trên thực nghiệm, mà nới thực nghiệm để cấy lại nằm tập Philippines. Khi biết chắc mình không có thuốc, Aaron tỏ ra lo lắng. Anh nói rằng đã 53 giờ trôi qua anh chưa uống loại thuốc màu xanh lục rồi, anh lo lắng cơ thể mình sẽ gặp vấn đề gì đó. Thế nhưng khi nghe những điều đó, Mata lại thấy rất lạ. Theo những gì cô được biết thì trên cơ thể những người tham gia thí nghiệm như anh, họ đã được cấy virus làm tăng thể lực từ năm ngoài, và khi được cấy như vậy anh sẽ không phải uống thuốc nữa. Nghe thấy vậy, Aaron cũng rất bất ngờ. Anh nhớ ra năm ngoài mình bị một trận cúm gần chết, hóa ra đó là lúc loại virus kia được cấy vào người mà anh không hề hay biết. Thế nhưng tại sao anh vẫn phải uống những viên thuốc đó? Mục đích an để làm gì? Đến cả Mata cũng không biết nguyên nhân. Lúc này đột nhiên Aaron hỏi Mata rằng cô ấy có biết cấy virus màu xanh dương không? Khi nhận được câu trả lời là có thì lập tức Aaron đã đưa cả hai khỏi khu rừng. Bên này sau khi thất bại trong việc thủ tiêu Mata, những kẻ đứng sau vụ này lại quay ra cắn xé nhau như bầy sói hoang và không ngừng đổ lỗi cho nhau. Bên này Aaron và Mata đã đến một khách sạn nhỏ và thuê phòng. Ở đây Aaron chế tạo cho Mata một hộ chiếu giả. Mata rất tò mò vì sao Aaron nhất định phải dùng loại thuốc đó, thậm chí liều mình đến Manila để có được loại thuốc này. Aaron kể rằng anh bị suy giảm nhận thức và trước kia tay tuyển quân để cho anh vào đội của mình. Hắn đã khai khống thêm cho anh 12 điểm IQ thì anh mới có đủ điểm tối thiểu để được nhận. Và bây giờ khi loại thuốc này được cấy vào người anh thì nhận thức của anh được tăng lên rất nhiều. Anh không muốn quay lại những ngày nhận thức bị suy giảm như trước kia nữa nên muốn dùng loại thuốc đó. Đó cũng là nguyên nhân anh liều mình để có nó. Ngày hôm sau họ thành công vượt qua được cửa ải của hải quan để lên máy bay. Nhưng trong quá trình di chuyển, Matt lại thấy hình ảnh của mình xuất hiện trên một tờ báo. Việc đó khiến cô tò mò và dừng lại đọc, mà không ngờ rằng giây phút đó đã mang đến cho cô nhiều biến cố sau này. Lúc này tại cơ quan tình báo, họ phát hiện ra xác nữ trong căn nhà bị cháy không phải là Mata. Không những thế còn có mấy thi thể khác cũng xuất hiện ở đây. Một người như Mata chắc chắn không thể nào giết được bọn họ. Vậy là cô đã có người trợ giúp. Thế là toàn bộ hệ thống tình báo được kích hoạt để nhận diện Mata. Và không mất quá nhiều thời gian, họ đã tìm ra vị trí hiện giờ của Matt. Trong lúc đó họ cũng nhận ra Aaron cũng có mặt trên chuyến đi cùng với Mata. Sau khi sâu chuỗi những thông tin lại với nhau, họ nhận ra Mata đang đưa Aaron đến Manila để lấy thuốc. Người đứng đầu liền gọi điện cho người đứng đầu văn phòng tại Manila để thông báo tình hình. Nhưng lúc này cả hai người họ đã đột nhập vào được bên trong. Mata cũng đã tiêm xong thuốc cho Aaron. Khi họ định rút lui thì đã gặp cản trở, bởi vì người bên này đã nhận được lệnh của phía Mỹ. Thế là một cuộc rượt đuổi bắt đầu. Tuy nhiên mấy tên bụng béo này không phải là đối thủ của Aaron. Anh chỉ mất mấy giây là tiêu diệt được bọn chúng. Nhưng nơi này hiện giờ cũng rất nguy hiểm, và họ không thể ở lại nữa. Thế là Aaron đã dẫn Mata chạy trốn. Họ chạy vào một nhà máy nơi có các công nhân đang làm việc để dễ dàng trốn thoát.
Aaron đã bắn về đường ống dẫn nước. Nghe tiếng súng, các công nhân liền tháo chạy toán loạn. Tay giám đốc ở đây chạy tới định ngăn cản họ, nhưng cả hai đã trà trộn được vào đoàn công nhân chuẩn bị ra cửa. Gã này định báo cho người của mình đóng cửa nhà máy, nhưng khi ông ta chưa kịp hành động đã bị Aaron hạ gục tại chỗ. Nhờ thế mà họ đã chạy ra bên ngoài thành công. Bên này, Not, người đứng đầu chiến dịch thanh trừng, cảm nhận thấy việc này ngày càng mất kiểm soát, thế là hắn ta quyết định thực hiện chiến dịch Ras. Đó là việc cử đi những sát thủ máu lạnh để dọn dẹp. Những người này không khác gì cỗ máy giết người. Chúng hành động rất tàn ác và quyết đoán, trong 2 giờ nữa chúng sẽ có mặt ở Manila. Bên này, Aaron và Matt đã đến được một khu thị trấn nhỏ nhưng vấn để bắt đầu nảy sinh khi Aaron bắt đầu xuất hiện những tác dụng phụ sau khi dùng thuốc. Người anh đổ mồ hôi lạnh và yếu ớt vô cùng, không thể nào bảo vệ được Mata lúc này. Nhận thấy nếu cô ấy ở bên cạnh mình lúc này thì chỉ mang lại nguy hiểm cho Mata, thế là Aaron khuyên Mata sớm rời khỏi đây. Nhưng lúc trước Aaron từng liều mình cứu cô nên giờ đây Mata không thể nào bỏ anh ở lại lúc này được. Mata quyết định sẽ ở lại chăm sóc Aaron đêm nay. Quả nhiên, dưới bàn tay thần kỳ của Mata, sáng ngày hôm sau Aaron đã hồi phục như thường. Nhưng lúc này sát thủ truy sát bọn họ đã tìm tới đây. Hắn đang nghe ngóng tình hình. Lúc này Mata đang đi mua thuốc cho Aaron, nên cô vô tình thấy mấy cảnh sát đang bao vây khu nhà mà họ đang ở, lo lắng không biết Aaron có biết không, thế là Mata đã nhanh chóng chạy về báo cho Aaron biết. Sau khi Aaron biết có nguy hiểm, thế là anh nhảy ra khỏi nhà trước khi cảnh sát đến. Nhưng sát thủ truy sát họ cũng đuổi theo ngay sau anh. Aaron chạy như bay trên mái nhà của khu ổ chuột, theo sau là sát thủ, bên dưới là cảnh sát đông như quân nguyên. Mata cũng bị cảnh sát truy đuổi, cô chỉ biết chạy vào những ngóc ngách của khu dân cư để hy vọng tìm thấy con đường sống. Aaron thì đang nhờ vào tiếng còi cảnh sát vừa chạy vừa tìm Mata. Khi Mata bị hai cảnh sát chặn ở hai đầu, tưởng như cô sẽ bị họ bắt sống, thì đúng lúc này Aaron xuất hiện như một vị thần. Anh bay xuống như chim, sau đó xuất chiêu hạ gục hai cảnh sát địa phương và mang người đẹp chạy trốn. Họ ra đường lớn rồi trà trộn vào đám đông. Sát thủ đứng trên lầu cao nhìn xuống quan sát, nhanh chóng thấy được bóng dáng của hai người. Hắn ta lập tức chạy như bay đuổi theo họ. Lúc này Aaron và Mata đã đến cầu vượt. Aaron cũng phát hiện ra cả hai bị theo dõi. Bằng con mắt nhà nghề nhìn qua là anh biết gã đó không phải thành phần tốt đẹp gì. Hắn đến đây là để truy sát cả hai. Vậy là Aaron đã nhanh chóng đưa Mata nhảy qua cầu vượt xuống nóc một chiếc xe ô tô bên dưới, từ đó chạy ra giữa khu phố đông đúc. Thấy tình thế nguy hiểm nếu đi chung, thế là Aaron đã đưa cho Mata chiếc ba lô của mình và dặn cô cứ đi bình thường, còn mình sẽ đi theo hướng khác để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Aaron thó được chiếc mô tô và lên xe rời đi, và sau đó đón được Mata. Sát thủ cũng lấy được chiếc xe của cảnh sát, thế là cả hai bắt đầu cuộc rượt đuổi sinh tử. Đường phố ở nơi này không khác gì thiên là bát quái, các phương tiện như răng bẫy người đi đường. Nhiều phen cả hai xém chết, sát thủ đuổi theo bọn họ liên tục ép cả hai vào nhưng phương tiện lớn với ý đồ ép chết hai người bọn họ. Có lúc Mata còn suýt nữa rơi xuống đường, nhưng sau đó nhờ khả năng ứng cứu tài tình của Aaron mà cô đã thoát khỏi cửa tử. Hơn cả một hiệp sĩ đường phố, Aaron vừa chở người đẹp vừa tung hoành trên đường. Anh tạo ra những vụ va chạm khác nhau nhằm ngăn cản bước chân của sát thủ, và cuối cùng anh cũng thành công khi khiến xe của tên này mắc kẹt không đi được. Lợi dụng cơ hội đó, Aaron lao xe lên giải phân cách bay sang bên kia đường. Sát thủ không còn xe, thế là hắn chạy đến hạ gục một dân thường, sau đó cướp xe của người này đuổi theo bọn họ. Nhưng theo sau hắn lúc này là những cảnh sát Philippines. Thấy chiếc xe của mình chạy quá chậm, sát thủ liền bay lên cướp lấy xe của anh cảnh sát. Một cuộc rượt đuổi căng thẳng khét lẹt diễn ra. Aaron lúc này đã chạy ra giữa đường lớn, anh nhận thấy họ đang bị cảnh sát bao vây bốn phương tám hướng. Sau một hồi quan sát và tìm phương kiếm lối thoát, Aaron quyết định lao xe lên đoạn đường dành cho người đi bộ. Anh lao mình như một chú sóc với con xe cà tàng, nhưng những màn biểu diễn của anh vẫn rất mượt. Sau đó họ chạy vào một khu chợ thì bị sát thủ đuổi kịp, hắn ta bắn liên tiếp vào người Aaron và không may anh bị trúng đạn. Thế nhưng thay vì bỏ chạy, anh đã quay lại ăn miếng trả miếng và cũng bắn cho tên này mấy phát, khiến hắn mất lái mà bay vào hàng rau củ quả bên đường. Tưởng rằng mọi chuyện thế là êm, nhưng không, tên này sống dai như đỉa và hung hăng như chó điên. Sau khi đứng dậy được, hắn đã tiếp tục đuổi theo hai người. Aaron sau khi bị thương và mất máu quá nhiều, anh dần mất ý thức. Lúc này chỉ có Mata mới cứu được anh. Thế là đợi cho sát thủ đến gần, cô tháo mũ bảo hiểm táng cho hắn một nhát, sau đó bồi thêm một cú đạp thần thành chính thức tiễn sát thủ lên đường. Sau đó Aaron cũng không thể lái xe được nữa, xe của họ ngã xuống đường. May mắn gặp được những người ngư dân tốt bụng, thế là cả hai được họ cưu mang. Sau một thời gian chữa trị, Aaron cũng bình phục, nhưng anh và Matt không muốn quay lại cuộc sống trước kia nữa, thế là họ quyết định buông bỏ về sống bên nhau hạnh phúc đến hết phim. Để tìm thủ phạm và trả thù cho cái chết của cha mình, bọn đã lục lại chương trình bí mật của tổ chức CIA và vô tình bị cuốn vào sự theo dõi truy bắt. Mọi chuyện diễn ra như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bộ phim Jason Bourne ra mắt năm 2016 này nhé. Tỉnh lại sau cơn mơ màng của quá khứ, Bourne nhận ra mình đang trên xe đến một khu đất trống, nơi đây tập trung khá nhiều người. Những người ở đây đang gieo hò hô hét ầm ĩ như một cái chợ. Họ đang chuẩn bị sẵn tinh thần và tiền bạc cho cuộc đấu vật giữa Bourne và một tên đầu trọc to con. Không mất nhiều thời gian, vừa vào trận, tên đầu trọc to con đã bị Bourne hạ ngay bằng một đòn knock out chí mạng, không tỉnh dậy được.
Trong một đêm tối, Patson đi trong con đường không một bóng người tới một tòa nhà hoang. Cô bước vào trong, nơi này đầy dãy các thiết bị điện tử, máy tính lập trình. Cô bước vào một chỗ khuất người và mở máy tính của mình ra, truy cập vào một trang web của trụ sở nào đó. Bên này tại cơ quan tình báo trung ương, Lee ngồi trong phòng làm việc vừa đọc thông tin đài báo, vừa truy cập vào hệ thống web tình báo tìm vị trí của ai đó, thì cô nhận được tin báo. Có một thiết bị lạ đáng lẽ đã biến mất từ lâu, nay lại đang cố gắng truy cập vào hệ thống dữ liệu của Cục Tình báo CIA. Cô lập tức tới văn phòng của Bộ Điều khiển Dữ liệu và thấy một thiết bị lạ đang cố moi móc thông tin từ máy chủ của Bộ. Thiết bị lạ này chính là của Bason. Cô đang cố sao chép tất cả các thông tin của Cục Tình báo sang USB của mình. Lee thấy tình hình bất khả quan, liền đẩy đồng đội ra tự mình điều khiển máy tính nhưng đã không kịp. Hệ thống máy chủ của Bộ đã bị đánh hỏng và nguy cơ thông tin bị đánh cắp là rất cao. Tất cả mọi người trong Bộ theo lệnh chỉ huy của Lee dò tìm thông tin của thiết bị lạ. Rất nhanh chóng họ đã tìm được ID và địa chỉ của thiết bị Bason và Lee đã ra lệnh cúp điện ngay tòa nhà này để tránh việc sao chép thông tin thành công. Bên này Bason đã tìm được và đọc trước một vài thông tin từ một số người trong tổ chức và cô đã phát hiện ra manh mối cô cần tìm. Đang trong lúc nghiên cứu thì điện bị ngắt và quá trình sao chép thông tin của cô cũng bị dừng ngang. Bason cố gắng bật lại máy tính nhưng đã quá muộn. Một vài tên đang thấy cô loay hoay liền tìm cách hỏi han nhưng đã bị Bason đánh và giơ súng đe dọa. Trước khi bỏ đi, cô đã tưới rượu lên chiếc máy cô vừa sử dụng và dùng lửa đốt nó. Lee đã dùng cả đêm để tra thông tin về thiết bị lạ đã đột nhập vào hệ thống máy chủ của tổ chức. Sau một hồi liên kết hệ thống và xác định gương mặt, cô phát hiện đó là một người phụ nữ tên Patson và cô ta có mối liên kết với Jason Bond. Cô lập tức nở một nụ cười đắc thắng và một mạch đi tới cuộc họp của cục để trình bày cuộc tấn công mạng hôm qua với cấp trên. Tới cuộc họp, lãnh đạo tra hỏi cô về các thông tin mà họ cần. Không ngần ngại, Lee đã đưa ra toàn bộ thông tin cô đã tra được. Người phụ nữ đó tên Patson, được cho là đang làm việc với Kristen và trước đây từng có liên hệ với Jason Bond. Cả phòng họp đều sốc bởi họ đang truy lùng người có tên Jason Bond này. Lee còn cung cấp cả hành trình di chuyển của Bason cho mọi người cùng biết. Lãnh đạo của cục trầm ngâm một hồi, rồi ra quyết định lần này sẽ diệt cỏ tận gốc lũ này. Lee đã xin đi theo để cùng tham gia vụ truy bắt lần này. Lãnh đạo nói cô không nên đi vì cô chưa có kinh nghiệm, nhưng Lee cho biết cô đã cấy tập tin độc vào máy chủ của người phụ nữ kia. Một khi cô ta kích hoạt vào tập tin, lập tức vị trí của cô sẽ được công khai và Lee sẽ tóm gọn tất cả bọn chúng về để chịu sự trừng phạt của lãnh đạo. Ra khỏi phòng họp, lãnh đạo hết sức đề cao tinh thần hăng hái của cô nhưng khuyên cô đừng bao giờ buộc giám đốc phải làm theo kế hoạch của cô. Và cuối cùng ông cũng đồng ý để cô tham gia chiến dịch và trao toàn bộ quyền chỉ huy và tài nguyên cho cô, với điều kiện cô phải nghe lời lãnh đạo của ông. Ở một nơi khác, Bond ngồi lặng yên trong một căn phòng trống. Anh uể oải đánh răng rồi thay quần áo. Anh lục giữa đám giấy tờ của mình và tìm được cuốn hộ chiếu Hoa Kỳ của mình. Bond lại tiếp tục tham gia vào một cuộc đấu quyền anh. Trong lúc mọi người xung quanh đang hô hét cổ vũ, thì anh đã bị đối thủ đánh tơi tả, kẹp cổ và đang ở vị trí yếu thế. Khi sắp muốn ngã quỵ thì anh đã nhìn thấy Bason, cảm thấy sắp tới công chuyện nên anh đã phản kháng lại bằng những cú đấm thần sầu liên tiếp vào người đối phương làm hắn ngã gục, không còn ho he được lời nào. Bond trở về chỗ đồ đạc của mình và nhận được giấy hẹn gặp của Bason ở quảng trường. Tại quảng trường đường phố đang có cuộc biểu tình quy mô hết sức to lớn trước tòa nhà Quốc hội. Lee và cục của mình đang theo dõi gắt gao từng hành động của Bond và đồng đội của anh. Ông lãnh đạo còn cử thêm hai người cảnh sát đắc lực đến quảng trường để chờ cơ hội tấn công. Nhân lúc cuộc biểu tình trở nên hỗn loạn, cảnh sát của Cục Tình báo đã nhanh chóng nắm thế thượng phong với hàng ngàn lực lượng quốc phòng chống đỡ và các cảnh sát ưu tú đang dò xét bằng các ống nhòm laser. Đi cho người cô lập ban truyền thông và sử dụng định vị để quét mặt từng người để tìm Bond và Bason. Cũng nhân lúc hỗn loạn này, Bason và Bond đã hẹn gặp nhau để trao đổi thông tin. Cô đã xâm nhập vào hệ thống của CIA và đánh cắp thông tin để muốn tung chúng lên mạng. Để tránh bị nghi ngờ, Bond đã đề nghị vừa đi vừa nói chuyện. Đội của Lee đã xác định được Bason và đã nhanh chóng cử người theo dõi dấu vết của cô. Bason biết mình đang trong tình thế nguy hiểm nên muốn Bond giúp đỡ, nhưng đối với Bond bây giờ không có gì quan trọng bằng việc giữ mạng và đề nghị anh với cô nên cắt đứt liên lạc và giữ lấy mạng sống mình. Bason lại không cho là nên vậy và khuyên Bond không nên sống mãi một cuộc sống trốn chui trốn lủi như vậy. Bason còn cho biết cô đã tìm được một số thông tin quan trọng về bố của Bond. Bố của anh đã làm một việc gì đó liên quan trực tiếp đến những phi vụ khủng bố nào đó và CIA đã theo dõi anh và bố anh trong một khoảng thời gian dài. Bond chỉ cảm thấy áy náy về những gì mình làm mà không biết tổ chức bên kia đã làm gì với mình và anh cần được đọc những hồ sơ đó. Bond ngơ người ra và anh đã phát hiện cảnh sát đã phát hiện được hai người. Anh nhanh chóng đưa Bason ra khỏi nơi hỗn loạn này trước khi bị cảnh sát phong tỏa. Anh hẹn gặp Bason ở chỗ khác và sẽ lấy thân mình dụ cảnh sát để cô trốn thoát an toàn. Lúc này phía CIA cũng đã phát hiện ra Bond và nhanh chóng đuổi theo anh và mặc sức được tấn công bất cứ lúc nào. Bond đã dùng lửa để cắt đuôi bọn cảnh sát và ngay khi cảnh sát thấy mất dấu anh thì đã nhanh chóng tiến tới phía trước. Ngay khi cảnh sát vừa tới thì Bond đã lao ra khỏi chỗ nấp và tay đôi đánh nhau với hai tên cảnh sát. Anh nhanh chóng đã hạ gục hai tên cảnh sát và cướp được súng của hắn và cũng nhanh chóng cắt đuôi được những cảnh sát cơ động. Sau khi mất dấu Bond, cục tình báo nhanh chóng điều hướng chuyển sang Bason vì nghĩ nhất định Bond sẽ đi tìm gặp cô. Cuộc bạo động ngày càng gay gắt và quyết liệt. Tình thế trở nên hoảng loạn và lộn xộn.
Mặc dù vậy nhưng Lee vẫn tìm được vị trí của Burton và lập tức cho người bao vây cô. Bên phía Bond cũng bị cảnh sát nắm đuôi và gây ra đánh lộn. Anh đã đánh nhau với cảnh sát và nhanh chóng cướp mô tô của cảnh sát. Mấy tên cảnh sát dùng nước để gây chướng ngại cho Bond khi dùng mô tô, nhưng anh đã dùng tuyệt kỹ mà đi qua đường hàng nước hiểm trở. Ngược lại, mấy tên lái mô tô đuổi theo anh lại bị dòng nước trơn trượt làm ngã sõng xoài mà mất dấu Bond. Bên phía CIA cũng đã phát hiện ra Bond đang gây náo loạn, lập tức cho người đuổi theo và lần theo dấu vết anh và tìm ra Burton. Theo tín hiệu của radar theo dõi, họ đã tìm ra vị trí của Burton và bao vây cô. Bond đã nhanh chóng lái xe với tốc độ chóng mặt tới, dùng kỹ năng lái mô tô đỉnh cao mà phá vỡ vòng vây của bọn cảnh sát và giải thoát cho Burton. Cả hai người cùng lên mô tô và trốn thoát. Với sự phân tích dữ liệu hình ảnh của cảnh sát, cục tình báo đã gắt gao truy lùng bọn họ. Bên cạnh đó, trợ thủ đắc lực của lãnh đạo Robert đang lái xe bám sát theo chiếc mô tô của Bond và Burton. Xung quanh thành phố đã bị bao vây bởi cảnh sát. Lee thông qua vệ tinh máy tính mà theo dõi đoàn trước được hướng đi của Bond. Một cuộc rượt đuổi vô cùng táo bạo và kịch tính đã diễn ra. Bond đã né tất cả chốt cảnh sát như những gã say rượu tránh thổi nồng độ cồn. Bond đã tận dụng ngọn lửa trên đường mà tạo ma sát đánh lửa, làm lửa tạt vào chiếc ô tô của tên cảnh sát kia. Ngọn lửa cũng bùng lên, làm chắn tầm nhìn của cục cảnh sát. Lợi dụng sự che khuất tầm nhìn, Bond đã cho xe rẽ hướng leo lên bậc thang. Tên cảnh sát đã không để mắt mà đâm thẳng vào tường mà làm mất dấu vết của hai người. Nhưng tất cả đã bị Lee nhìn qua vệ tinh mà phát hiện và nhanh chóng báo cho đồng đội hành tung của Bond và Burton. Tất cả đã bị Lee thâu tóm và kiểm soát hoàn hảo. Cô đã ra lệnh cho sát thủ giơ súng và trực chờ hai người đi qua để sẵn sàng hạ gục. Không ngoài dự đoán, sát thủ đã bắn trúng Burton làm cô ngã xuống ngay tức khắc và Bond đã đâm vào một chiếc xe ở đó mà ngã vật ra. Sau khi xác nhận mục tiêu đã bị hạ, cục cảnh sát đã dùng trực thăng soi đèn và tìm kiếm bọn họ. Bond tỉnh dậy và thấy Burton đang cử động và thở rất mạnh như hấp hối. Anh liền lập tức kêu cô không được cử động và biết tên sát thủ chắc chắn còn đang dò tìm hai người. Cảnh sát đã bao vây tòa nhà biểu tình và Lee đã nhanh chóng lệnh cho sát thủ mau ra khỏi đó để tránh rắc rối, nhưng tên sát thủ đã từ chối. Ngay lúc Bond đang cố gắng lê lết tìm cách muốn cứu Burton thoát ra khỏi vòng nguy hiểm thì Burton đã lập tức cản anh lại gần mình, và khi cô cựa mình để đưa cho Bond chiếc chìa khóa thì đã bị tên sát thủ cho một phát súng bắn tỉa, tiễn ngay cô về thế giới bên kia. Bond nhìn cô chết không nhắm mắt, chỉ đành lấy chiếc chìa khóa và rút lui. Hôm sau, lãnh đạo Robert đã hạ lệnh phải theo dõi Bond để có thể bắt được Kristen Dalsall và yêu cầu Lee phải thông báo ngay khi mã độc trên máy tính của cô có tín hiệu. Lee đã dò hỏi lãnh đạo tại sao tên sát thủ lại nhất định đòi giết Bond, chẳng lẽ họ có mối liên hệ sao? Thì ra Bond đã phanh phui một chương trình có tên Black. Tên sát thủ vì vậy đã bị bắt và tra tấn suốt 2 năm. Và lần này tên Bond một lần nữa muốn phanh phui chương trình này, nhất định là muốn tiêu diệt bọn họ, và họ không thể để như vậy. Bond từ trên tàu cao tốc đi xuống nhà ga và tiến tới khu tủ đồ. Anh dùng chìa khóa trước khi chết Burton đưa cho mà mở tủ. Trong tủ có cái vali chứa đồ của cô, anh mở ra và thấy một chiếc USB. Anh nhanh chóng cất nó và mở ra một cuốn sổ, trong đó ghi một số thông tin mà Burton đã điều tra được và địa chỉ mà cô cất giấu những thông tin đó. Bond lập tức tra địa điểm và bắt đầu đi đến đó. Bond đã tới một thành phố khác và nhờ một người bạn của mình mở chiếc USB. Khi chiếc USB được kết nối, lập tức mã độc mà Lee đã cấy vào chương trình lập tức phát tín hiệu báo về máy chủ của Lee. Cô lập tức báo cáo cho lãnh đạo và chuẩn bị quân để bắt Bond. Lee cảm thấy có gì đó không đúng, liền gặng hỏi lãnh đạo tại sao chúng ta lại ngăn chặn Bond tiếp cận vào chương trình Black này. Ngộ nhỡ anh ta không phải tiêu diệt chúng ta mà có mục đích khác thì sao? Nhưng lãnh đạo đã gạt phát suy nghĩ của cô và một mực cho rằng Bond đang nhắm vào cục và không thể để hắn ta tung các chương trình này lên mạng. Trong lúc Bond đang xem những tài liệu mật và nghiên cứu một số điểm đáng ngờ về quá khứ và cái chết của bố mình mà anh cần, thì bạn của Bond đã thương lượng với anh về việc hắn muốn Bond về phe của mình và cùng sử dụng những tài liệu mật mà Burton đã điều tra được để cùng tiêu diệt phía cảnh sát, nhưng Bond đã thẳng thừng từ chối. Chờ đợi một lúc mà không thấy phản hồi tiếp theo của Bond làm hắn ta tức giận và hắn đã dùng vũ khí mà tấn công Bond. Phía bên cảnh sát, để ngăn chặn Bond truy cập vào các tập tin, mà đã gài gắm một thiết bị từ xa để hủy hoại chiếc máy tính mà Bond đang dùng. Trong lúc Bond và tên kia đang đánh nhau, thì Lee đã từng bước phá các hàng rào liên kết bảo mật, và khi anh quay lại để tiếp tục xem các thông tin, thì Lee đã thành công xóa các tập tin trên chiếc USB. Lãnh đạo bảo Lee gọi vào chiếc điện thoại mà cô đã kết nối từ xa để liên lạc với Bond. Ngay sau đó, lãnh đạo đã trực tiếp nói chuyện với anh và bảo anh dừng ngay việc phá hỏng tổ chức mật này vì bố anh đã một lòng bảo vệ đất nước mà hết mình dấn thân vào tổ chức này để ngăn chặn các nguy hiểm đang rình rập lúc đó. Lee sau khi biết Bond đang cố gắng tìm kiếm quá khứ thì đã có chút lưỡng lự và muốn giúp đỡ anh. Nhân lúc mọi người đang hăng hái cử người tới chỗ Bond để giải quyết anh, thì Lee đã nhắn tin qua điện thoại riêng của mình cho Bond và báo với anh là cảnh sát đang tới chỗ đó để anh rời khỏi đó ngay lập tức. Cảnh sát đã ập vào tòa nhà và ráo riết tới chỗ Bond và tìm kiếm anh. Bond cũng đã nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn, và ngay khi cảnh sát đang tìm kiếm anh thì anh đã dùng sức đẩy cửa và tấn công một tên cảnh sát làm hắn bất tỉnh nhân sự. Nhân lúc tên cảnh sát còn đang tập trung tìm kiếm chỗ khác, Bond đã nhanh chóng rời đi và cục tình báo cũng đã mất dấu Bond. Lãnh đạo nhìn chằm chằm vào Lee và đã có sự nghi ngờ cô. Lãnh đạo Robert và trợ lý của ông muốn liên lạc với một tên sát thủ khác để giết Bond, nhưng Lee đã ngăn cản họ vì cho rằng đó là lựa chọn không khôn ngoan, sẽ là một nước cờ thông minh nếu họ bắt sống Bond và đưa về tổ chức. Vì anh ta rời tổ chức từ lâu và sống trong bóng tối,
Điều đó làm cho anh ta biết được nhiều điều và có thể giúp cho cục tình báo an ninh. Lee cho biết cô đã đọc bài đánh giá tâm lý khi Bon rời khỏi chương trình. Điều đó đã ám ảnh anh ta vì anh ta vẫn còn lòng yêu nước. Thông qua việc Bon đã đọc lại những hồ sơ, cho thấy anh ta đang điên cuồng tìm lại quá khứ. Cô muốn đối mặt trực tiếp với Bon để đưa anh ta về, và nếu thất bại thì mặc cho lãnh đạo hành sự. Và Lee đã được sự đồng ý của lãnh đạo về kế hoạch này. Bon ngồi trên tàu nhớ lại các hồ sơ mà anh đã xem, cùng hồi tưởng lại vụ thảm nạn đã làm bố anh phải qua đời. Sau đó anh gọi cho một người bạn cũ và hẹn nhau ra một địa điểm để nói chuyện. Anh đứng từ xa dùng ống nhòm quan sát và đã phát hiện xung quanh khu anh đang đứng có rất nhiều người đang theo dõi. Không ngoài dự đoán, Lee đã dùng tín hiệu vệ tinh và sóng điện từ để theo dõi anh. Cô muốn trực tiếp gặp anh để nói chuyện bàn bạc rõ ràng. Trước khi đi, Lee đã đưa cho tên sát thủ một thiết bị theo dõi để khi cô gặp bất lợi thì có thể cầu cứu sự giúp đỡ từ đồng đội. Đội của Lee bắt đầu hành động, họ theo dõi cả Bon và người bạn mà Bon đang hẹn gặp. Dưới sự lãnh đạo của Lee, cuộc theo dõi săn lùng giáo giết cứ vậy mà diễn ra. Nhưng có vẻ tên sát thủ đã không theo kế hoạch của Lee, hắn đã bắn bất tỉnh tất cả những cảnh sát đang theo dõi Bon và bạn của anh, làm Lee mất liên lạc với họ và không nhận được tình hình. Nhưng cô không hề biết, đây chính là kế hoạch của lãnh đạo Robert, ông ta không muốn đưa Bon quay về và muốn sát thủ phải hạ Bon ngay. Ông ta đã lấy lại quyền chỉ huy của Lee và điều khiển kế hoạch giết Bon. Tên sát thủ đã ở trên tầng thượng một tòa nhà và chĩa súng vào người bạn của Bon, sẵn sàng để nhận diện Bon để tiễn anh về thế giới bên kia. Nhưng Bon đã đi trước một bước, anh gài các dây điện lại nối với một chiếc điện thoại. Ngay khi Bon rời khỏi đó và bắt đầu gọi cho chiếc điện thoại kia thì dây điện bắt đầu bị chập và tạo ra tia lửa điện, làm còi báo cháy của các tòa nhà đều kêu vang lên cùng một lúc, gây náo loạn cả một con phố. Nhưng không ngờ tên bạn cũ của Bon lại dưới trướng lãnh đạo của Robert. Hắn ta tới để dụ Bon, và khi cuộc náo loạn diễn ra, hắn đã bỏ chạy để giữ mạng mình. Khi hắn đang bỏ chạy thì Bon đã tóm được hắn và lẩn mình vào trong đám đông, làm tên sát thủ mất dấu cả hai người. Lee đã chạy tới hiện trường náo loạn và trông thấy Bon, cô lập tức cùng đồng đội chạy theo và chặn đầu anh. Bon đã lôi tên bạn cũ vào một nhà kho trống và bắt đầu dùng bạo lực ép hắn khai ra tất cả những gì anh muốn biết về bố mình và sự theo dõi về chương trình của tổ chức. Nhưng hắn đã nghe theo lời chỉ đạo của ông lãnh đạo mà không nói gì, khiến Bon tức giận và nổ súng đe dọa hắn. Anh đã ép hắn tới mức đường cùng trên sân thượng và dí súng vào đầu để hắn nói ra. Mặc dù trên bờ vực nguy hiểm, nhưng lãnh đạo Robert vẫn nhất quyết bảo hắn không được nói gì. Cuối cùng, dưới sự áp bức của Bon, hắn đã khai bố của Bon chết không phải vì thảm nạn và vì biết cục đã chọn Bon vào chương trình mật, nên ông ấy đã đe dọa sẽ làm lộ chương trình vì bố của anh không muốn anh làm sát thủ. Bon từ từ thả tay ra và liên tiếp hỏi hắn ta đang ở đâu và là ai, thì ngay lập tức tên sát thủ dưới sự lãnh đạo của ông Robert xuất hiện. Hắn chính là người đã giết bố của Bon. Tên sát thủ đã nổ súng bắn vào người tên đàn ông kia và khiến Bon rơi xuống ngã từ tầng 5 và chảy rất nhiều máu, làm mọi người xung quanh túm tụm lại. Tên sát thủ nhanh chóng xuống dưới để kiểm tra, thì hiện trường lại không thấy Bon đâu, anh đã trốn thoát. Lãnh đạo đã ra lệnh cho tên sát thủ xong việc và đi chỗ khác, vì giờ Bon đã biết mọi chuyện và sẽ có thể tìm đến hai người để giải quyết. Và đây là cơ hội để lập nên một kế hoạch khác. Bon đã bắn vỡ cửa xe của Lee và ngồi vào trong. Anh kêu cô lái xe đi nhanh. Sau khi dò hỏi một số thông tin về chương trình mật sắp diễn ra, thì anh muốn xuống xe và Lee đã đưa ra đề nghị có thể giúp đỡ anh ấy. Vì tuy hai người đều có mục đích khác nhau, nhưng đều chung mục tiêu muốn hạ gục kẻ đứng sau tạo ra và điều khiển chương trình mật này. Lee đã đưa cho Bon một cái điện thoại và thả anh xuống xe. Tất cả mọi người đều đến tham gia buổi triển lãm ra mắt sản phẩm của Aaron với công ty của anh ta. Anh chính là một trong những con cờ thú vị của lãnh đạo Robert. Theo kế hoạch của ông lãnh đạo, tên sát thủ đã cải trang thành nhân viên trong buổi triển lãm và đã tìm hiểu phục kích khắp các lối đi có thể thoát trong tòa nhà triển lãm để giành cơ hội xử lý Bon. Bon cũng bay tới địa điểm và Lee đã giúp anh xóa thông tin cá nhân hộ chiếu để thông qua an ninh trên máy bay và cải trang thành một người bình thường trà trộn vào đám người để thăm dò tình hình. Anh và Lee đã tương trợ với nhau. Nhân lúc lãnh đạo đang nói chuyện với Lee, Lee đã tạo cơ hội cho Bon đến gần mình mà cháo đồ điện thoại đã bật chế độ nghe lén và định vị của cô, như để Bon có thể nắm rõ kế hoạch của lãnh đạo. Bon đi qua đám cảnh sát và tiện tay lấy một thẻ nhân viên của một trong số bọn họ để giả dạng và vào trung tâm buổi triển lãm. Vào hội trường buổi triển lãm có rất nhiều cảnh sát xung quanh. Lãnh đạo Robert ngồi phía dưới quan sát và nhận thông tin tình báo. Khi biết Bon đã thành công qua cửa sân bay, ông đã nhìn Lee với ánh mắt đầy sự nghi ngờ. Lee nhìn thấy được hành động mờ ám của bọn họ thì đã nhắn tin báo cho Bon biết. Lão lãnh đạo ngồi dưới thông báo cho tên sát thủ đã trốn ở một góc kỹ càng, đang giăng súng sẵn sàng chờ lệnh nổ súng. Lão đã ra lệnh xử lý Aaron và Lee vì cảm thấy hai người này đang có ý phản ông. Quả nhiên Aaron phát biểu liền, đang muốn thú nhận công khai toàn bộ kế hoạch của chương trình bí mật Black. Ngay trong lúc tên sát thủ chuẩn bị bóp cò, Bon đã lao vào hội trường, dùng đèn pin dọi vào mắt tên sát thủ đang ngắm bắn qua lỗ thông gió, làm hắn tuột tay bóp cò sượt qua người Aaron, làm mọi người trở nên náo loạn. Bon liên tục xả súng vào lỗ thông gió làm tên sát thủ chạy vội, rồi anh hòa mình với đám đông đang tháo chạy, cắt đuôi bọn cảnh sát. Khi cảnh sát đuổi đến nơi, Bon đang nấp sau bức tường và tấn công cảnh sát, làm họ mất tín hiệu. Lão lãnh đạo đã trở về phòng chờ và điều khiển mọi hoạt động của cảnh sát. Trợ lý của lão lãnh đạo dẫn đầu bộ cảnh sát đuổi theo Bon, nhưng đã bỏ lỡ anh khi anh chạy vào thang máy. Hắn đang chờ thang máy tiếp theo, nhưng Bon đã phá hủy tất cả các đường dây điện làm thang máy bị lỗi và ngừng hoạt động.
cảnh sát đã chia nhau ra chặn đầu các thang máy và lối thoát còn lại. Trợ lý đã thông báo cho tên lãnh đạo là Bon đang chuẩn bị lên tới chỗ ông và ông ta đã cầm súng sẵn sàng chờ đợi Bon. Bon lên tới phòng của tên lãnh đạo và bắn vỡ ổ khóa, xông vào bên trong thì thấy tên lãnh đạo đang ngồi chờ anh. Thì ra anh đã biết mọi việc và đang rất muốn trả thù ông ta. Lãnh đạo Robert cũng không ngần ngại nói ra mọi việc. Chương trình mật đó chính là do bố của Bon tạo ra, nhưng ông ấy lại không có khả năng điều khiển nó. Ngược lại thì Bon có thể, vì anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nên anh đã từng tình nguyện điều khiển nó vì bố của mình. Nhưng giờ Bon đã biết mình đã bị lừa và bị lãnh đạo dắt mũi, khiến anh bực mình và lao vào nắm cổ áo ông ta. Ông ta bảo anh nên quay về làm việc cho ông ta, vì bây giờ anh đã chẳng thể quay đầu và không muốn tiếp tục chương trình của ông ta nữa. Vừa lúc gã trợ lý bước vào và nổ súng, Bon nhanh chóng phản bác bắn hắn ta, nhưng anh cũng bị trúng đạn. Nhân lúc Bon bị trúng đạn, lão lãnh đạo cũng cầm súng và định bắn chết anh, nhưng Lee đã tới kịp thời dùng súng bắn tên lãnh đạo cứu Bon một mạng. Lee nói mọi chuyện đã kết thúc và anh có thể lựa chọn điều mình muốn. Bon nghe xong liền chậm rãi quay đầu bỏ đi. Tên sát thủ bỏ chạy theo đám người thoát nạn. Hắn đã dùng dao tiễn một nhân viên cảnh sát cơ động về thế giới bên kia và cướp xe bỏ chạy. Bon thấy hắn thì đuổi theo, cũng tấn công cướp xe của người khác để đuổi theo tên sát nhân. Một cuộc đua xe táo bạo và đầy kịch tính diễn ra trên đường phố. Hai người bất chấp nguy hiểm mà rượt đuổi, tạo ra các vụ tai nạn xe hàng loạt liên tiếp, làm kinh động đến cảnh sát giao thông. Tên sát thủ còn chịu chơi tới mức hắn không sợ chết mà đâm phá hỏng tất cả những gì cản trở xe hắn. Khi xe đã hỏng nặng nề, hắn bỏ của chạy lấy người, ôm súng chạy trốn xuống đường hầm để xe của khách sạn. Bon cũng không chậm trễ mà đuổi theo truy lùng hắn. Bon tóm được tên sát thủ, liền không ngừng tung cước đấm đá đè xiết, dùng bạo lực giải quyết hắn, máu nước te tua. Tên sát thủ cũng không hiền hậu gì mà dùng dao tấn công Bon. Hắn dùng dây xích xiết cổ anh và chửi rủa anh luôn là kẻ phản bội. Bon dùng hết sức mình lật ngược ván cờ, dùng tay vặn cổ hắn tới khi hắn bay màu biến mất khỏi thế giới. Sau khi thành công trả thù cho bố, anh nhẹ nhõm bước đi. Sau cùng, Lee đã đề xuất với cấp trên của mình về việc sẽ có người thay thế vị trí lãnh đạo mới và vẫn tiếp tục chương trình bí mật với hướng đi tích cực hơn trong tương lai, và sẽ đàm phán với Bon để anh quay về với tổ chức, và cô sẵn sàng từ chức nếu cấp trên không thấy ok trong kế hoạch này. Lee đi bộ qua một chiếc hồ và gặp Bon ở đó. Cô đã đưa cho anh chiếc huân chương vinh danh của bố anh. Cô chia buồn với anh vì tất cả những gì tồi tệ đã diễn ra và những kẻ gây ra điều tồi tệ đã không còn nữa. Mọi thứ đang thay đổi tốt đẹp. Lee biết Bon vẫn luôn là một người lính yêu nước và quan tâm mọi thứ trong xã hội, nên đã cầu mong anh hãy quay lại với cục tình báo. Nhưng anh nói cần thời gian suy nghĩ và bỏ đi. Lee gặng hỏi có thể tìm Bon ở đâu nhưng anh lại không trả lời. Kết thúc phim, Lee quay trở về xe mình thì thấy một chiếc máy quay. Cô mở ra xem thì đó là video quay lại một chiếc xe quen thuộc nào đó. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.